mát rồi nữa. Em chào các anh, các chị, các anh chị ơi, mọi người ai đang coi thế em cho em xin một chấm nhá. Chúc các anh chị có một buổi trưa thật là vui nhá. Cho em xin nút chia sẻ nhé cả nhà ơi. Đây là quà chia sẻ ngày hôm nay ạ, em sẽ tặng một chiếc tô ngũ sắc cho các anh chị chia sẻ nhiều nhất giúp em nha. Dạ vâng, em chào anh Long ạ. Em chào chị Câu Hát ngày xưa, em chào chị Châu Ngọc. Em chào anh Đức Louis. Ui dồi ôi, cái nhà có bản quyền không trời. Nghe cái giọng chối chết thì được. Đúng rồi, đúng cái nhạc này hay đấy. Các anh chị ơi, hôm nay em like đồ, nói chung là đồ lẫn linh tinh lẫn lộn. Các anh chị thích xem đồ thì mọi người comment cho em nha. Cái này là quà em tặng cho ai chia sẻ nhiều nhất giúp em ạ. Em cảm ơn nha. Đây là một cái tô chuyện vàng, viền sô-cô-la còn rất là mới ạ. Em bắt đầu like luôn nha. Em like đầu like, em like một cái ly gỗ á. Một cái ly gỗ này các anh chị uống trà hoặc là uống cà phê được ạ. Đợi em tí em nghe điện thoại nha. Alo. Dạ chú ơi, cháu gửi chắc được tầm 2-3 hôm ấy chú, chắc là sắp nhận được rồi ạ. Vâng, cháu gửi đi rồi chú ạ. Vâng, vâng, cháu cảm ơn chú. Chữ ưng hả chú? Dạ có chứ chú, nhưng còn nhiều hàng mà. Cháu like nhiều món mà. Vâng, vâng. Vâng ạ, chắc là sắp ra nhận được rồi chú. Vâng, vâng, cháu chào chú ạ. Dạ, dạ. Đi lẻ em bán mở hàng 10.000 nhá. Ai đang ai lấy thì chốt cho em mã 10. Đi này các anh chị không sợ bị nóng ạ, mà nó còn rất là đẹp, gỗ nặng lắm ạ. Duy nhất một cái thôi ạ. Lợn sóng rất là đẹp, chất gỗ này. Ừ. Vâng, bằng gỗ đấy. Gỗ mới dám đập mạnh đấy.
Em có một cái ấm trà, một cái ấm trà và một cái ly trà bằng sino nhá. Đây ạ, một cái ấm trà và một cái ly trà bằng sino các anh chị, rất là xưa rồi. Cái ly này, à cái ấm này tuổi, các anh chị nhìn những cái đường men, những cái đường vân là biết là rất là xưa, sâu tuổi nhá. Đây, cái này em bán mọi người giá, hình như là có một cái chấm chấm ở đây, phải không? Đây ạ, em bán mọi người giá 250.000 nhá. Chốt cho gốm Nhật Kiyoshi này. Gốm Nhật ơi, inbox cho giúp em nha. Chị gốm Nhật Kiyoshi soạn ra luôn đi anh. Trong này, trong này. Bút đâu nhỉ? Các anh chị thích đồ gì bảo em nhá. Em like cả đồ này, cả đồ mộc vẫn đồ như này ạ. Đồ thập cẩm, nói chung là các anh chị giá. Gì anh? Soạn luôn đi. Em like một cái chén, chén này là chén vuông vẽ hoa đào vẽ tay nhá các chị ơi. Chén này 20.000 nhá. Ai thích thì chốt cho em mã 20. Em có một cái đĩa, đĩa này là đĩa Kyo nhá, hàng vẽ tay, nặn thủ công nhá. Cái này dành để sưu tầm, các anh chị nhìn cái chuyện nó đẹp không? Cái chuyện nó đẹp kinh khủng luôn, cái dòng Kyo này rất là đắt ạ, và thị trường họ săn rất là nhiều luôn. Cái đĩa này em bán cho mọi người giá 45.000 nhá. Một cái chiếc đĩa Kyo cực kỳ đẹp vẽ tay. Cái này hàng nó là hàng sưu tầm và cái chuyện của nó cực kỳ sắc nét và đẹp. Nét căng luôn các anh chị ạ. Kyo, Kyo. Đâu rồi? 45.000 nhá. Kích thước của đĩa là size 14 á. Cái này các anh chị có thể làm nót trà hoặc là trưng bày hoặc là để là đựng bánh kiếm với các thứ được. 45 chốt cho Hoàng Diệu này. Ôi dồi. Em like một cái tô mộc nhá các anh chị ơi. Một cái tô mộc to này. Chuyện của nó đây nhá. Tô mộc to bự luôn. Kích thước của tô là size 20.5 ạ. Và cao là 8 nhá. Tô này em bán cho mọi người giá 120.000. Rất là nặng tay luôn nhá. Cái này mà đựng cơm, đựng canh thì hết ý luôn. 120.000 cái tô mộc này ạ. Mộc to à. Hoặc là không, các anh chị có thể thảo hoa trồng, à, trồng sen hay là thảo hoa trên này. Rất là đẹp luôn. Sâu. Em like mấy cái ly Vizen nha. Đây là một cái bằng, một cái ly bằng nhôm hay bằng bằng kim loại ấy các anh chị, để người ta pha cốc tai hay pha cái gì vào đây này. Em bán 15.000 nhá. Ai thích thì chốt cho em mã 15. Nó có cả trọng lượng luôn, à kích thước luôn ạ. 15.000 ạ. Một cái ly Vizen cao nha cả nhà ơi. Ly Vizen cao ạ. Kích thước của ly là 7 và cao là 9 ạ. Ly này em bán 90.000 nha. 15 em chốt cho anh Công Dung Nguyễn ạ. Anh ơi anh inbox giúp em ạ. Anh soạn luôn ra đi, đừng để dồn. Ừ cảm ơn Thượng Uyển nha. 90.000 cái ly Vizen này ạ. Các anh chị pha trà hoặc là pha cà phê uống đều đẹp ạ. 90 em chốt cho anh Phan Hoàng Long ạ. Em cảm ơn anh. Đây, anh Công Dung Nguyễn. Anh Công Dung Nguyễn cho em xin một chấm vào Messenger nha. Đây một cái ly mộc nữa các anh chị ơi. Một cái ly mộc nữa. Dạ. Dạ. Anh Công Dung Nguyễn. Kích thước của nó là 7 và cao là 7. 30.000 nhá. À thôi cái này em tặng nhá. Tại vì nó có mấy cái chấm chấm ở đây rồi ạ. Lỗi nhẹ nhẹ nhưng mà dùng vẫn được ạ. Trồng sen hoặc là dùng vẫn ok luôn. Nó chỉ có mấy cái chấm chấm. Em tặng nhá. Này 90.000. Dạ bình rượu ạ. Đây ạ em like đây. Cái bình rượu này ạ. Cái bình này là bình rượu và bình rót được ạ. Miệng 4 cao 11 ạ. Bình này em bán mọi người giá 40.000 nhá. Đẹp quá. Mộc nhá. 40.000 xù xì nhưng mà rất là đẹp. Cái này đi. Chưa. Cái này là một cái bình rượu có họa tiết hình người tuyết đấy các anh chị. Đẹp chưa? Rất là độc lạ luôn. Cái bình này em bán mọi người giá 101 nha. Snowy người tuyết. Có cả nắp luôn ạ. 101. Rồi. Em có cái kính. Kính này em khui được này, kính này là kính viễn hay là kính kính lão ấy ạ. Các anh chị về có thể mình để nguyên đeo hoặc không mình thay mắt được ạ. Cái kính này em bán còn hộp nhá, em bán mọi người giá 120 này. Một cái ly này là ly hoa hồng nhá. Anh chốt cái kia ly kia cho anh Phan Hoàng Long chưa? Cái ly Bizen vừa xong ấy. Miệng là 5.5 và cao là 7.
đi hoa hồng này 30.000 nhá. Hoa hồng họa tiết vẽ tay đấy ạ, vẽ 3D rất là đẹp. Ai thích thì chốt cho em mã 30 nha. Mã 30. Đó. Không, anh Phan Hoàng Long mà anh. Anh Phan Hoàng Long xong rồi đến anh Công Dung Nguyễn mà. Đấy, ảnh chốt hàng. Em làm một cái ly bizen tiếp nhá. Bizen này kích thước của nó là miệng là 6.5 và cao là 9 ạ. Chuyện đây nhá. Cái ly này em bán 90.000 luôn. Đẹp quá. Đấy, các anh chị này chuyện đây nha. Ô, sao thấy mọi người chấm chấm giúp em vậy? Ẩn ẩn à. 90.000 chốt cho anh Phan Hoàng Long cái bizen này. Em like một cái bình này là một cái bình mộc rất là độc luôn ạ. Cái bình này nó có cái họa tiết của cái con gì đấy. Em không nhớ là con gì luôn. Đấy. Nhưng mà cái bình này các anh chị có thể cắm hoa này. Cái cốt gốm nó già già đanh luôn ạ. Già mình có thể trồng cây các thứ hoặc là cắm hoa cũng được nhá. Đây, họa tiết như này. Cái bình này em bán mọi người giá 130.000 nhá. Rất là độc lạ luôn. Bên Nhật là giá là 3.500 yên nhá. Tương đương với cả giá là hơn 700.000 tiền ở bên Nhật họ bán thế. Em bán 130 nha. Mọi người cho em xin nút chia sẻ nha. Hai cái này là hai cái chén để uống rượu ấy ạ. Nhưng mà nó bằng cẩm xà cừ ấy các anh chị. Hai cái này em lấy mọi người giá 30.000. 30.000 nha. Cẩm xà cừ. Anh chị muốn xem cái đồ gì bảo em. Đồ mộc hay là đồ lam hay là đồ hũ sắc các thứ em có hết. Một cái hũ này để đựng đồ trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh có hình quả cam nhá. Em lấy mọi người giá 40.000. Chốt cho em mã cam. Còn rất là đẹp ạ. Mới nha. Cam hay chanh nhá. Cam hay chanh. Một cái hũ này có họa tiết hình con thỏ để đựng hạt tiêu gia vị các kiểu đấy ạ. Cái này em lấy 35.000. Vâng, em đang like rồi chị ơi. 35.000 nhá. Ai thích thì chốt cho em cái này mã 35. Em có một cái này làm cái đựng tâm ấy ạ. Nó có giống cái hình cái này là cái gì nhỉ? Cái xô ấy các anh chị. Cái này em lấy mọi người 30.000 ạ. Ai thích thì chốt cho em mã 30 nhá. Xinh cực kỳ luôn. 30.000. Để đựng tâm tiếc các thứ đấy ạ. Đây cho mình. Bizen hả anh? Bizen để em đợi em tí em like xem còn không ạ? Rồi. 30 chốt cho Sa Trục Thảo này. Hello em. Đây em còn cái này, hai cái này là hai cái lót ly nhá. Có hình con kỳ lân hay con gì đấy hoa nhá. Cặp này em lấy mọi người giá 30.000 luôn. Ai thích thì chốt cho em mã số 3 này. Mã số 3. Ê ơi. Một ừ hello bà, nay tôi live trưa này, tôi chủ yếu là live trưa mà. Một cái đĩa này là đĩa hạt xoài nhá. Nhưng mà cái này nó là bằng nhựa hay bằng phít gì các anh chị. Có họa tiết các loại bánh trái này, rất là đẹp. Đựng bánh cũng biết được nhá. Cái đĩa này em lấy mọi người giá 30.000. Ai thích thì chốt cho em mã cái này mã B3 này. Đẹp lắm ạ. Kích thước của nó là size 26-19 nhá. Mã B3 nha cả nhà nhá. Anh chị muốn xem cái gì thì bảo em. B3 chút cho Sa Trục Thảo vào đây. Em like một cái tô ngũ sắc to đại luôn các anh chị nha. Ngũ sắc này là ngũ sắc xanh ạ. Vẽ phun trong và bên ngoài luôn. Viền là viền sô-cô-la còn rất là mới luôn. Kích thước của nó là size 23 và cao là 8 nhá. Cái tô này em bán cho mọi người giá 480 nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Tô này size to lắm. Đơn của em chị đóng rồi Thảo ơi. Tạo đơn rồi đấy, chắc là chiều đi. Ly đất nung. Ly đất nung. À vâng, đợi em một chút nha. Bình trước mặt. Vâng, ok chị. Ly cái bình trước mặt đây nha chị. Dạ, Sa Trục Thảo. Hả? 30 đấy. 480. Cái này cơ mà. Ừ, bà lấy đi. Kích thước của nó là 6 và cao là 12 nha. Cái bình này em lấy mọi người 90.000, đẹp lắm luôn. Cái này mà cắm hoa để bàn. Cái này chốt cho Linh này. Cái bình trước mặt 90 nha các chị. Một cái ly này là ly của Westwood nha. Anh này
Nhưng mà nó có một cái chấm chấm ở đây, các chị uống cà phê cũng rất là đẹp. Có họa tiết hình con rồng hay sao đấy, rồng phun lửa cái gì đấy. Đây là đầu con trâu hay sao ấy. Họa tiết rất là đẹp, chim rồng phượng này. Cái ly này em sale giá cho mọi người giá còn 40.000 nhá. 40.000 các anh chị. Ok. À ừ, ok ngủ đi. Khổ. Đó. Ở Linh. Nhiều quá. Đây em like cái hai cái này là hoa đào, gác đũa gác thìa đấy các chị. 20.000 nhá. Họa tiết hoa đào ạ. 20.000. Đây em like một cái tô này là tô mộc nhưng các anh chị ơi, nhưng mà là cái này nó bị vỡ rồi. Cái này em dán vào cho nó đẹp, mọi người chỉ trưng thôi nha. Rất là đẹp, mới lắm luôn nhưng mà kiểu khui hàng ấy. Vâng, đợi em tí. Nhưng mà khui hàng nó bị bể phí không? Vẽ này. Cái tô này em sale giá còn 120 nha, chứ còn bình thường cái tô này mà lành lặn thì 400, 450. Cái thước của tô là 18 và cao là 10. Ôi đẹp. Tô này các anh chị trưng thì nó sáng bừng cả một góc luôn. Nó đẹp kinh khủng luôn. Đây ạ. Nó chỉ có vỡ một đường này thôi, sao em dán vào cái này mà ai biết vá vàng thì hết ý luôn. Đấy. 120 chốt cho anh Công Dung Nguyễn này. Ấy cẩn thận. Chị Tiến Võ dự phòng. Em like một cái hũ có nắp bằng thủy tinh nha. Vẽ họa tiết hoa đào 20.000 nha các chị. 20.000 có nắp ạ. Một cái đĩa mộc nặn thủ công. Nhưng kèn nó có một cái chấm ở đây rồi ạ. À, duy nhất một cái chấm này thôi. Cái này em sale giá còn 30.000 nha. Chuyện đây này. Phép cho tôi cho. Úi dồi ôi, thế à. Tôi lại chốt cho anh kia rồi. Xong bảo sớm. Cái này size 22 các chị ạ. Đẹp chưa. Tôi có biết vá vàng đâu. Thế đâm ra bảo thôi bỏ ra bán. Các anh chị về mà biết vá thì thấy mọi người vá đẹp lắm mà mình sao không biết làm. Cái này 30.000 nha các chị. Nhiều cái rất là đẹp mà nó bị lỗi các chị. Đây một cái đĩa anh nhá, sâu lòng của Victorian England ạ. Cái đĩa này em bán mọi người giá 45.000 nhá. Đĩa anh nhá các chị. Đây một cái này là một cái ly ạ. Nặn thủ công. Cái này mộc khắc tay. Chuyện của nó đây nhá. Cái ly này em bán mọi người giá 70.000. Nặng lắm ạ. Kích thước của nó là 7.5 và cao là 9. Bây giờ đổ vào bể. Bể mà độc. À ừ, để cho anh cái nắp cái ly đất nung. Đất nung. Nắp nào anh nhở? Sao em không thấy nhở? 30. 30 cái gì đấy? Đó. 30. Chị Lê Duy ơi, 30 là cái đĩa phải không ạ? Đây một cái ly mộc. Ly mộc trời ơi, chuyện nó đẹp không chị các chị này. Nắp à chị anh. Nắp đây à anh. Cái này nó bị lỗi này. Cái này lát rồi em sẽ tặng nha. Hôm nào mới đẹp này bán vàng là theo nhá. Ừ gốm Nhật ơi, like đi. Cho mọi người học theo. Trời ơi cảm ơn. À, cái ly này em lấy mọi người giá 50 nhá. Đẹp lắm các chị ơi, nặng tay này, nặng lắm. Vâng, dĩa 30 cho chị Lê Duy. Cho soạn luôn đi anh ạ. 50 cái này ạ. Đẹp lắm các chị ơi. Cái này mà trồng sen hoặc là uống trà thì hết ý luôn. Nó giữ nhiệt cực kỳ là tốt bởi vì nó dày lắm các chị. Cái này là uống trà hoặc cà phê nó giữ nhiệt lắm. Nóng lâu. Xoạn luôn chưa? Đấy. À, cặp ly này đúng không anh? Cặp ly này em lấy mọi người giá 70.000. Cặp ly này là cặp ly phu thê ạ. Đất nung ạ. Có họa tiết che trúc đi ạ. Còn rất là đẹp. 70.000 nhá. Em làm một cái ly này là hình con ếch. Rất là xinh. Rất là xinh luôn. Con ếch này 25.000 nhá cả nhà nhá. Nghe tiếng mà sát sao quá. Cặp đĩa này là cặp đĩa men lam viền vàng còn mới nhá. Đẹp quá luôn, của Aiko. Cặp đĩa này. Kích thước của nó là 16 nhá. Cặp đĩa này em lấy mọi người giá 70.000 này. Ai thích thì chốt cho em mã cặp này. Cho em một cái thùng em để vào đấy. Em làm một cái ly này là ly mộc có hình họa tiết con khỉ nhá. 40.000.
Ai thích thì chốt cho em mã khỉ 40.000 nhá. Em có mấy cái đĩa này, nó là đĩa bằng đồng xưa của Nhật, nhưng anh chị không đủ. Mình có thể làm lót ly rượu hoặc là ly trà ấy. À đâu, 5 cái chứ. 5 cái bằng đồng nhá. 5 cái này em lấy mọi người 100 này. Nặng lắm à. Bằng đồng nhá các chị nhá. 100 này. Em like một cái trao one này. 90.000 nha cả nhà. 90.000 cái trao one này, anh để nguyên cho em một góc nhá. Để tí em chụp sợ lô sau. Trăm chốt cho anh gì đây? Hả? Anh Công Dung Nguyễn, anh ơi anh inbox giúp em với ạ. Nắp này ấm trà để cho anh bể nó. À. Nắp à anh, đâu em nắp em nhiều lắm, để tí em cắt đi cho anh nhá. 90 cái gì đấy? 90 trao one này. Cho anh Công Dung Nguyễn. Đây em có một cái trao one này nữa, đẹp không ạ? Cái này em lấy mọi người giá 90.000 luôn. Đẹp quá luôn, mã B9 giúp em nha. Anh Công Dung Nguyễn. Đấy, cái hai cái này luôn. Một cái 100, một cái 90. Cái ly này là có một cái muỗng để mình pha cà phê luôn nha các chị. Đẹp chưa? Dạ vâng, em cảm ơn anh. 100, cái kia 90. Cái này, ly này em lấy 50.000 nhá. Cả bộ luôn, cả một cái ly, cả một cái muỗng luôn nha. Vâng. 50. 90. Anh ơi anh chốt cả cái chai one sau à? Một cái đĩa này màu xanh nhá. Đĩa này giống cái gạt tàn vậy. Cái đĩa này em lấy 20.000 này. Dạ. Vâng, của anh Công Dũng Nguyễn đó. Vâng. Cái này là một cái ly mộc nhá, đá men đá Shino nhá. Chuyện của nó đây ạ. Đẹp chưa các anh chị này. Cái ly này em lấy mọi người 70.000 nhá. Dày lắm ạ. Ly này mà uống trà, uống cà phê thì cực kỳ là giữ nhiệt. Miệng là 6.5 và cao là 9. 70.000 cái ly này ạ. Đá Shino. Cái này là bao nhiêu tiền đấy? 90. Em like một cái đĩa tranh nhá. Đĩa này là có họa tiết hình thất phúc thần nha các anh chị. Vẽ tay toàn bộ nhá. Cái này bà Tiên được vẽ to nhất. Size 26 nhá. Size 26. Cái đĩa này em lấy mọi người giá 200 nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Làm đĩa tranh 7 vị thần của Nhật nhá. Vẽ tay toàn bộ luôn các chị nhá. Chuyện chữ ký của nghệ nhân góc bên phải này. Kijima. Đẹp chưa? Đấy. Cắt này lên cho em. Cắt lên cao luôn. Em có mấy cái bút này bằng pháp lam nhá các chị. Bút bằng pháp lam nha. Bút này em lấy mọi người giá 150 một cái. Pháp lam nha. 4 cái 4 màu ạ. Và tin này chắc thẩm mỹ quá đấy. Đấy, người ta vẽ tượng trưng nha anh. Pháp lam, bút mà có pháp lam. Em like bộ này là có hai cái hình giọt nước này, hai cái chén hình giọt nước và một cái chén giọt nước to hơn này. Ba cái này em lấy mọi người giá 40.000 nha. Để đựng nước chấm chứ, cái này để cao lên hộ em ấy. Để cao lên. Đây em có một bà. Có một bà nhá. Hũ bà nhưng mà nó bị lỗ một xíu ở đâu nhỉ? À đây. Bà kiểu này. À đây ạ. Nó có một lỗ một xíu ở đây các anh chị này. Em sale giá còn 70.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em mã bà. Đẹp lắm ạ. Cái này để trưng vẫn ok luôn, đựng đồ vẫn được nhá. Kích thước của nó là 13.5 và ngang là 10.5. Đấy. Bà nhá. 70 chút cho Hoàng Diệp. À đưa hộ em hai set trà cà phê kìa, hôm trước ai hỏi mà. Set trà đấy đẹp quá. Em like hai set trà này là hai set trà bánh như các anh chị ơi, màu đen trắng này. Cực kỳ sang luôn ạ. Trắng này á. Vâng. Cái set trà này nó là một cái đĩa như này to ạ. Thôi mình để cái ly uống trà ở đây và để mình để bánh hoặc là đồ ăn sáng mình để bên tay trái này nhá. Rất là đẹp luôn. Em có hai set. Hai set này em lấy mọi người giá 180 nha. Tính ra bằng tính ký luôn ạ. Cái này nó tương đối nặng. Nhưng mà chắc nặng bà, anh dán chắc vào. Bật cho em xin cái tí gió nào mà nóng quá. 180 hai set này nhá. Đĩa này nó là một cái bên này mình có thể để đồ ăn đấy các anh chị này. Bánh trái hoặc đồ ăn trứng ốp la các kiểu ấy. Đâu? Hai set đâu? À đây,
Em có cái ly này là ly đất trộn này. Đất trộn mộc rất là đẹp luôn đấy các anh chị. Đất trộn nha, mình uống trà, uống cà phê cũng đẹp. Kích thước của nó là miệng là 7 và cao là 9 ạ. Ly này em lấy mọi người giá 70.000 nha. Ai lấy thì chốt cho em mã trộn ạ. Mã trộn ấm đồng bán giá bao nhiêu em? Chị ơi, ấm này ạ. Ấm này là ấm dòng phượng nha, em bán giá 600 này. 70 chốt chị Công Hát ngày xưa cái ấm đất trộn. À cái ấy đấy, đất trộn ấy. Anh Đức Đoàn sau. Cái này mấy nhỉ? Vừa em vừa bảo bao tiền nhỉ? Tròn. Tròn là cái gì anh nhỉ? Anh ơi tròn là cái gì ạ? Tròn. Trộn là chị Câu Hát ngày xưa đầu tiên ạ. Sao đến anh Đức Đoạn ạ? Em có cái bộ ly này 600 chốt cho anh hay chị Hiển Vương. Anh Hiển Vương ạ. Anh ơi cho em xin một chấm vào Messenger với ạ. 5 ly hoa vẽ hoa này cực kỳ đẹp luôn ạ. Em có 2 bộ nhá. Hoặc không các anh chị có thể lấy thành 10 cái cho đẹp. Bộ này viền vàng còn mới nhá. Vẽ tay rất là đẹp luôn. 5 ly này em lấy mọi người giá 150 nhá. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Để uống trà hoặc ghép với ấm. 600 chốt cho anh Hiển Vương ạ. Anh ơi anh nhắc em giá hay là anh chốt một cái đấy đấy ạ. Anh chốt thì anh cho em xin một chấm vào Messenger nhá. Cái này là 150 một set 5 cái như này ạ. Còn 2 set thì là 300 nhá. Em có 2 set. Cái này anh để gọn của em vào một góc này. Đấy 5 cái ly đấy. 5 cái ly. Vâng ạ. Đây em có một cái tô này họa tiết vẽ tay nhá. Phun ở bên ngoài luôn. Chuyện của nó đây nhá. Tô này các anh chị ăn bún ăn mì thì đẹp lắm. Bên trong mình có thể giã đồ được nhá. Kích thước là 19 và cao là 10 ạ. Tô này em lấy mọi người giá 120 nhá. Tô 120, tô này to lắm ạ. Chuyện mộc đầy đủ. Mà vẽ phun luôn cái tô như này. Vẽ bên ngoài, vẽ họa tiết vẽ tay toàn bộ nữa các chị nhá. Một để một làm cái tô này. Vâng, chị anh Hiển Vương trước ạ. Chị Lê Tuyết Mai dự phòng nhá. Vẽ một cái tô này kỳ công lắm ạ. 120 chốt cho chị Lê Duy này anh này. Em có 4 set trà hoặc là cà phê màu trà luôn nhá. Set này em có 4 set. Anh chị làm một bộ mình uống trà hoặc cà phê rất là đẹp luôn ạ. 4 set này em lấy mọi người giá 150 nhá. 150 4 set. 4 set 150 nhá. Em có một cái ôi mẹ ơi. Vỡ. Cái này nặng thế. Em có một cái set này là set trà, set cà phê màu trắng. Nhưng bên trong khi mà các chị đổ trà hoặc là cà phê vào nó sẽ ra hình bông hoa nhá. Mà nó cảm giác mình nếu mà nhìn quỹ mình nhìn sơ mình lại tưởng nó bị thủng với các chị. Nhưng mà không phải, bên này nó, bên trong này nó có hình bông hoa, có hình trái tim. Đấy nó đổ một lớp lớp gì đấy trắng trắng ấy. 50 em chốt cho chị. Vâng chị đợi em tí, chị Tống Nhật lại 50 được, 150 được cái gì đấy. Đây này, cái bộ trà đấy. Lấy hộ em. Nồi có nồi kho cá. Chị ơi em có nồi kho cá được em tí nhá. Cái hai set này em lấy mọi người giá 180 nhá. Vâng chị đợi em tí. 4. Vâng. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Đây chuyện của nó là chuyện hình trái tim và hoa luôn đấy các chị. Em có điện ngũ sắc vàng lót đi chả không. Anh Đai Lê Hữu ơi ngũ sắc vàng lót đi em hết rồi ạ. Em có ngũ sắc vàng là em bán hết nhanh. Tại vì ngũ sắc vàng nhiều người thích thì sao ạ. Đấy. Nồi kho cá anh lấy hộ em cái nồi kia đấy. Nồi mộc ấy kìa. Đấy. Em làm một cái chao oan đẹp tuyệt vời luôn các chị này. Các anh này. Đẹp không? Chuyện của nó đây ạ. Chao oan này em bán 120 nha. Cái này các anh chị sưu tầm hoặc trưng bày đẹp lắm. Mới ạ. Chưa bị lỗi lầm gì nhá. Cái nào lỗi thì em bảo lỗi. 120 cái chao oan này. Ai thích thì sưu tầm chao oan này chốt cho em mã 120 này. Này đẹp cực kỳ. Cái chao oan này mày ôi, bỏ mấy cái này ra. Chao oan này xem nọ hoa. Cái chao oan này bỏ riêng ra cho em ấy. À đây em like cái sông trầm này. Cái sông trầm này bằng đồng nhá. Sông trầm này em lấy mọi người giá 500 nhá. Giống hình búp sen các chị. Chuyện đây nhá. 500. Ai thích thì chốt cho em mã 500 này. Lọ hoa đây anh ơi. À chị ơi, lọ hoa đây ạ. Lọ hoa này có họa tiết hai con chim nổi nhá. Toàn bộ họa tiết nó nổi hết lên rất là đẹp luôn. Ngôi nhà. Cái này em bán 550 mà em sale còn 450 nha.
đo kích thước. Kích thước của lọ hoa là 4.5 và cao là 19 nhá. 450. Này cất cao lên cho em. Đây, lọ hoa mộc này, đưa em về cái nồi kho cá đi anh. Lọ hoa mộc này nhỏ mini để bàn nhá, chuyện rất là đẹp luôn. Lọ này em lấy mọi người giá 70.000 nha. 70.000 ạ. À. Ai thích thì chốt cho em mã 70. Đâu ạ? À? Cái nồi kho cá đây anh. Đây này. Nồi kho cá với bộ đĩa chỗ tay anh ấy. Đây em có cái nồi kho cá này size 20 nhá các chị. Mi Lê Nguyễn chốt cho Mi Lê Nguyễn cái lọ 70 này. Cẩn thận. Này. Mi Lê Nguyễn ơi, inbox giúp em nha. Cái nồi kho cá này size 7 à quên size 20 nhá các chị. Họa tiết hoa cúc mộc. Em bán cái này 150.000 nha, em có 2 cái, ai thích thì chốt cho em mã 150. Cái nồi này kho thịt kho cá rất là ngon luôn. Chuyện của nó đây nhá. Size 20 đấy ạ, em bán 150 cái, em có 2 cái. Em có cặp ly phu thê này, đẹp chưa? 150 em chốt chị Lê Tuyết Mai này. Chị Mi Lệ Nguyễn một cái, chị Lê Tuyết Mai một cái. Chị Mai ơi, chị inbox giúp em với ạ. Em có cặp ly phu thê vẽ vàng nha, họa tiết hoa đào, đẹp chưa? Mới ạ. Cặp ly này em lấy mọi người giá 150 nha. Ai lấy thì chốt cho em mã phu thê ạ. Viền vàng còn mới tinh luôn các chị ơi. Cái này siêu tầm thì quá đẹp luôn, tại vì nó màu đỏ ấy. Đây, đẹp chưa ạ? Mới nữa chứ. Chuyện này. Ai lấy thì chốt cho em cái này mã phu thê nha. Phu thê. Để cái này cao lên, đá vào cái nó vỡ. Em like một cái tô này có nắp. Họa tiết vẽ tay toàn bộ đây luôn. Cái này các anh chị mình ăn bún ăn mì hoặc đựng đồ ăn cho tủ lạnh nó với sóng được này. Cái tô này em lấy mọi người giá 101 nha. Tô này 101 ạ. Hai cái hai quai nha, để ăn súp hoặc là ăn cháo chứ thứ được ạ. Màu đen. Đẹp không? Hai cái hai quai. Cặp này em lấy mọi người giá 90 nha. Ai lấy thì chốt cho em mã 90. Đẹp không? Trời ơi. Nhìn nó sang gì đâu á, mà nhìn nó sạch sang. Kích thước là miệng là 10.5 và cao là 5.5 nha. Đẹp không ạ? Đây em còn cái ấm này này. Ấm đồng mini nhỏ nhỏ xinh xinh này nhá. Ấm này em lấy mọi người 470 này. Xinh lắm các chị. Có họa tiết chim nổi, hoa đào. Một cặp chim nổi này. Trên này có hình con gì, con sóc. Đẹp không? 470. Ai lấy thì chốt cho em mã 47. Cái gì đây? Em có cái bình này là bình cắm hoa hoặc là bình rượu cũng được ạ. Hàng mộc nhá. Cái bình này em lấy mọi người giá 140 này. Bình này to lắm nha, dáng hút lộc ạ. Kích thước của nó là, chia sẻ của em với, miệng là 3.5 và cao là 18.5 ạ. Đựng rượu hoặc là cắm hoa đều được ạ. Hoặc trưng cũng đẹp nha. Cái này nó là hàng xưa ạ. Cho chị Mi Lê Nguyễn này. Chị Mi Lê Nguyễn ơi, inbox cho em với. Nguyễn Mi, hello em. Em có cái này là một cái quánh nha các chị ơi. Màu nâu đẹp chưa? Sâu lòng. Vâng, 140. Cái này các anh chị có thể cho đồ ăn vào hâm nóng hoặc nấu trên bếp được nha. Rất là đẹp luôn. Kích thước của nó là size 13.5 ạ. Và cao là 9 chưa tính nắp nha. Cái này em lấy mọi người giá 95.000 nha. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Mới tinh. Chị ơi, có đồ quay thối gì không? Có em. Chị có cái đồ hai quai, có hai quai này đúng không? Nhưng mà nó lại màu đen. Đen vàng. Cất cái chao quan này cho em này. Cất đi không là nó bị mẻ biết. Đây, em có cái đĩa này là đĩa hai quai nhỉ? Họa tiết vẽ tay vàng, viền vàng còn rất là mới. Cái này các anh chị để đồ ăn hoặc là bánh trái đẹp lắm. Kích thước của nó là size 23 và 12 này. Cái này em lấy 101. Thích đen à? Ừ, ok em. 101 cái này nhá. Họa tiết vẽ tay hoa gì đấy ạ? Hoa. Sông trầm. Sông trầm đấy 500 đấy chị. Đây cái này 70.000 này Huyền My ơi. 101 cho Hoàng Diệu đi anh kìa.
Song trầm 500 nhé bạn, mỹ lệ. Đẹp chưa? Màu rêu rêu. Em có một cái chén này. Chén này là chén kiểu nhá. Họa tiết, họa tiết hoa ly, hoa liếc gì à. Đấy mọi người 35.000 nhá. Ừ ok bạn, chốt cho bạn rồi. 35.000 cái chén này, đẹp chưa? Triện mộc đầy đủ nhá. 35.000. Chốt cho Hoàng Diệu cái đấy đi anh. Em có một cái đĩa lam dài, đĩa này vẽ chim hoa nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cái này các anh chị để đồ trộn hoặc là bánh trái ở đây đẹp cực kỳ luôn. Hả? Để xuống cho em. Kích thước của đĩa là size 32.5 nhá. 32.5 và 20. Cái đĩa này em lấy mọi người 120 này. 120 cái này. To lắm ạ. Đựng đồ cái gì nhỉ? Đồ bánh trái, đồ trộn hoặc là rau củ quả đẹp hết sức luôn. Này, to. 120 chốt cho Mỹ Lệ Nguyễn, chị Lê Duy dự phòng. Em có một cái ấm, ấm này là ấm Pháp Lam mini để trưng bày nha các anh chị, bằng đồng Pháp Lam nha. Cái ấm này em sale còn 300 này. Ai thích thì chốt cho em mã 300. Em có một cái màu trắng và một cái màu xanh. Mỹ Lệ Nguyễn, chị Lê Duy dự phòng. Một cái màu trắng và một cái màu xanh, ai lấy cái nào thì chốt cho em cái đấy á. 300 anh Đức Đoàn ơi, anh lấy cái màu xanh, cái màu trắng ạ. Em hay anh lấy cả cặp đi ạ. Em treo đấy, còn bữa trước khách trả em không bán giờ. Hôm nay lại nổi hứng lên lại bán. Em có một cái bộ gác đũa bằng ngũ sắc này. Có 4 cái nhá các chị. Em lấy mọi người giá 100. Đẹp chưa ạ? Mới nữa. Đây. 4 cái ngũ sắc. Đấy là gác đũa đấy các anh chị ạ. Đẹp không? Mà rất ít khi có nha. 4 cái ạ. Xanh vừa. Cái này xanh 300 chút cho anh Đức Đoàn anh này. Đây, anh Đức Đoàn. Cái này anh Công Dung Nguyễn. Anh Công Dung Nguyễn, còn cái này anh Đức Đoàn. Đây, còn cái ly này nhá. Ly này 45.000. Đẹp không cả nhà? Cái ly này mà uống trà, uống cà phê đẹp hết sức luôn ạ. Nó dày lắm ạ, bên trong này. 300 cái này. Dạ. Của ai nhỉ? Của anh Đức Đoàn. Đức, anh Đức Đoàn cái xanh, còn chị anh Công Dung Nguyễn cái trắng. Cái này của chị Tống Nhật Lệ 100. 100 em chốt chị Tống Nhật Lệ ạ. Đây, em có một bộ này đẹp lắm anh chị ơi. Bộ này là một cái này là lư hương nhá. Với cả hai cái như này. Chị có hút lọc mini không? Có hút lọc mini, chị vừa like mà. Anh Công Dung Nguyễn. Đợi chị tí. Cái cặp này nhá, cả bộ này em bán mọi người giá 190 ạ. Một bộ luôn ạ. Nó có hai cái thế này và một cái lư như này ạ. Hai cái bình. Rất là đẹp và cân đối. 190 cả bộ luôn nhá. Đây ạ. Vẽ vàng còn rất là mới. Đấy. Vâng. 190 chốt cho bạn Mỹ Lệ Nguyễn này, cả bộ luôn này. Anh cho vào cái gì để đựng đi. Em like một cái bình này là bình giữ nhiệt nhá, còn rất là mới. Dung tích là 350ml nhưng anh chị để mình đựng đồ là nóng lạnh đều được nhá. Cái bình này em sale giá còn 170 này. Họ bán đắt lắm các anh chị ơi. Em bán thôi, em khui được thì em bán rẻ nhá. Cái này giữ nhiệt, pha trà, pha cà phê, các thứ hàng của Nhật thì mọi người dùng yên tâm, nó còn mới tinh, chưa sử dụng nha. Đẹp không ạ? Duy nhất một cái thôi ạ, có muốn mua nữa cũng chả có. Tại vì ví dụ hàng cũ thì nó rẻ, chứ còn hàng này là mới tinh. Còn nguyên cả giấy hộp luôn ạ. 170 chốt cho Hoàng Diệu cái này. Đưa bộ em mấy cái đồ hộp như trên kia đây. Chị Tống Nhật Lệ sau. Em có bộ này là 10 ly như này nhá. Anh chốt đi. 10 ly kiểu này ạ. 10 ly này em lấy mọi người giá 150.000 nhá. Bộ này 10 ly ạ, để uống trà, uống sữa. Hoàng Diệu, chị Tống Nhật Lệ sau. Còn mới tinh luôn ạ, 150. Kích thước của ly là 5, cao là 13.5, ly này uống bia cũng được ạ. Hoặc là uống nước, uống trà, uống sữa, nói chung là dễ uống, dễ sử dụng ạ. Mà cái ly này hàng Nhật thì các chị dùng là không sợ bị sốc nhiệt. Đấy, duy nhất bộ 10, 2, 4, 6, úi dồi chết rồi, 12 cái. Em cứ tưởng 10 cái mà ra mất. 12 cái này, nặng chết. Em có một cái ly này là ly to, nhưng các chị hàng của Kutani này. Viền sô-cô-la còn mới nhá, miệng 7.5 và cao là 11.5 ạ.
ly này em lấy mọi người giá 80.000 ạ. Ly này các anh chị mình uống trà hoặc là uống cà phê đá ấy ạ, nó to lắm ạ. Hút lọc, vậy ai hỏi em hút lọc nhỉ? À đây, hút lọc đây Huyền My ơi, cái này được không em? Mọc này, 45.000, 45.000 nhá. Cái này bình mini, 45.000. Dạ. À ừ đúng rồi. Cái này một cái ống tăm hình con heo 35.000 nhá. 35.000. Em có một cái đĩa mộc có hình chiếc lá này, cái này các anh chị có thể làm cái lót ly cũng được nhá, của cái ly trà ấy ạ. Nó có cái này là toàn bộ làm thủ công khắc tay rất là đắt. Cái này một cái này rất là đắt này. Nhưng mà em khui được thì em bán cái này giá 40.000 nữa ạ. Ai lấy thì chốt cho em mã lá này. 35.000 chốt cho Mỹ Lệ Nguyễn cái này. Cất cái bộ ly này ra cho nó gọn đi anh. Bộ này là bộ lót ly bằng gỗ nhá, có 6 cái ạ. Em lấy mọi người giá 50.000. Chốt cho em cái này mã lót ly. Nhiều khi rất là cần luôn ạ. Bằng gỗ nhá các chị, nặng lắm ạ. Lót ly nhá. Em có bộ này 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10 cái mầm thìa như này nhá. Uống cà phê gì đấy ạ. Cán gỗ bằng sứ nhá, 10 cái này em lấy mọi người 150 này. Ai lấy thì chốt cho em mã 150 duy nhất một bộ luôn ạ. Ừ, em có một cái hũ này bằng thủy tinh các anh chị ạ, còn mới tinh luôn. Cái hũ này mình ngâm mật ong chanh đào hay gì đấy ạ. Nó có nắp, có cái van này rất là... 35 là cái... 35 là cái anh cầm đấy. 150 chốt cho Hiên Nguyễn, chị câu hát ngày xưa. Cái hũ này em lấy mọi người giá 100 nha. To lắm các anh chị. Mình ngâm được giá chị Hiên Nguyễn. À Hiên Nguyễn câu hát, chị câu hát ngày xưa sao. Miệng là 9 ạ và cao là 15.5. Còn mới tinh luôn các chị. Nặng lắm ạ. Ngâm cái này các chị không sợ bị hở hay các thứ, sợ nó bị lên men các kiểu ấy. Một cái bình cắm hoa màu nâu vàng với màu rêu nhá. Cái này em lấy mọi người 70.000 ạ. Ai thích cái mộc chốt cho em mã 70 này. Kích thước miệng là 9 và cao là 12.5. 70 nhá. Rồi. Xếp hộ em gọn cái này vào trong cái thùng mà còn người ta không chốt ấy. Đây, một cái đĩa, đĩa này là đĩa men đá Shino nhá. Kích thước của nó là size 17 và cao là 7 nhá. Cái này em lấy mọi người giá 60.000 nhá. Hình bông hoa ấy ạ. Các anh chị đựng đồ ăn có nước cũng được, hoặc làm dầm trà cũng được nha. Đẹp chưa? Bỏ gọn là cho em ấy để em lấy lối. Cái này em tặng nhá. Không biết để làm gì ạ. 60. 60 là cái gì ấy? Này này ạ. Ừ, đúng rồi. 60 chai này. Mỹ Lệ Nguyễn. Cái này em tặng ạ. Chiếc lá này em tặng, chốt cho em mã lạ tặng lá này. Nè. Dạ đâu. Ừ, đừng tí, tí nữa. Tặng Mỹ Lệ Nguyễn. Cái này là tặng lá này. Một bộ ly uống trà nhá. Ngũ sắc. Lá tặng cho Hoàng Diệu. Bộ ly này 4 cái em lấy mọi người 150 nhá. Ai thấy, ai thích thì chốt cho em cái này mã 450. À quên. Mã 150 nhầm. Em có một cái ly Soma 2 lớp nhá. Ngựa vàng nha các chị. Cái ly này em sale còn 120 nhá. Ly này ly uống rượu hoặc là uống trà nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đó là ly 2 lớp nhá, có triện đây. Dành cho các anh chị mà thích siêu tầm đồ xưa. Cái này đâu rồi nhỉ? 120 chốt cho anh Phan Hoàng Long này. Em có cái ly này là ly đổi màu nhá. Nó có họa tiết hình thất phúc thần nhá. Cái ly này em bán 200 nhá. Anh Công Dung Nguyễn thứ hai rồi. Em có một con chim bằng pha lê nhá. Pha lê của Nhật. Con chim này em lấy mọi người 170 ạ. Ai thích thì chốt cho em mã 170 này. Đẹp quá. Một cái chén này là chén pha lê xanh nhá. 90.000 ạ. Chén pha lê xanh 90.000. Ồ đúng rồi, xếp luôn đi cho mẹ. Bằng pha lê nhá các chị. Ừ.
Em làm một cái bình hoa và họa tiết hoa hồng vẽ tay 3D đúng các chị ơi. Cắm hoa nha. Cái bình này em lấy mọi người giá 70. Chết rồi, bị lỗi rồi sao ấy? Bị đường tóc tóc đây này. Nhỏ nhỏ nhưng mình vẫn cắm hoa được. Cái này em sale giá còn 30.000 nha. Em like mấy cái hũ tăm có hình con dê này 30.000, thỏ 30.000 nhá. Ai lấy cái nào thì chốt cho em cái đấy á. Mã dê, cái này mã thỏ 30 nhá. Còn cái này là rắn 30, mấy cái này là cái hũ tăm các chị. Cái này là thỏ trắng 30.000 hết nhá cả nhà, chuyện mộc đầy đủ. Đấy, 30.000 một cái á. Anh chị muốn xem đồ gì thì cứ comment cho em. Cái hũ này có nắp nhá, 25.000 để đựng trang sức ạ, 25.000. Một cái chén này là chén Mickey nhá, rất là xinh luôn, 20.000 nhá. Em chốt cho anh Khai Tâm ạ. Này, em có một cái tô này là tô thủng ạ các chị. Hàng lam sữa, lam vẽ tay nhá. Rất là đẹp luôn nhưng mà nó có bị lỗi một xíu đây này. Nhưng mà mình đựng dùng đồ vẫn mình trưng bày hoặc là đựng đồ vẫn được ạ. Cái tô này em sale giá còn 85.000 nhá các chị ơi, đẹp kinh khủng luôn. Mà nó lại còn mới nữa, nhưng mỗi tội bị va đập ấy các chị. Tiếc không? Chị ơi, hàng chị em đóng rồi, chắc là chiều nay họ lấy á. Kích thước của nó là 18 và cao là 9 ạ. Đẹp độc luôn các chị này. Cái này mình để trưng bày ạ. Vẽ vàng bên trong họa tiết hoa đào. Rất là độc lạ. Em có cặp cái này là cặp gì nhỉ? À cái muỗng, một cái muỗng dài nhá, có họa tiết hình con gấu này. Một cái muỗng có hình con gấu để ăn cháo, ăn súp này. Đấy, cái muỗng to luôn nhá. Cả ba cái này em lấy mọi người giá 40.000 này. 40.000 ạ. 40.000. Một ông hay bà ấy ạ. Để cái này để mình trồng cây hoặc là cắm hoa các thứ đều được nhá. Cái này 300 này em sale giá còn 220 này. 40 em chốt cho chị Trang Tôn, chị Sa Trục Thảo sau này. Dạ vâng, ok chị này. Chị Trang Tôn ơi, inbox giúp em với ạ. Con ghi cả người thứ nhất, cả người thứ hai vào nhá. Con chim chốt cho chị Trần Bích Ngọc này. Vâng, 170 bác Trần Bích Ngọc. Tô lỗi 85.000 chốt cho chị Mỹ Lệ Nguyễn. Cái này em sale giá còn 190 nha các chị. To lắm ạ. Kích thước là 10 và cao là 20.5. Cái này là hàng Âu ạ. Em sale còn 190. Đẹp không? Tô lỗi chốt cho bác cô Mỹ Lệ Nguyễn này. 85.000. Một cái ly và một cái muỗng pha cà phê màu đỏ nhá, rất là đẹp luôn. Cái ly này em lấy mọi người giá 35.000 nhá. 35.000 các chị ạ. Bỏ vào chị đơn. Vâng. Bỏ cái con chim đấy vào chỗ đơn cho bác Trần Minh Ngọc nha. Một cái chén hoa trà 20.000 ạ. Chốt cho em mã hoa trà. Chén này là chén hoạt hình em tặng nhá. Chốt cho em mã tặng. Bốn cái này là bốn cái ngũ sắc đen nhá. Bốn cái chén trà ngũ sắc đen các chị. Bốn cái này em lấy 150 nhá. Ai thích thì chốt cho em cái này mã 150 này. Dạ. 85 của cô Mỹ Lệ Nguyễn. Tặng cho cô Trang Tôn này. Cô Sa Trục Thảo xong này. Cặp ly này là cặp ly phu thê nha các chị. Dạ vâng, anh Khai Tâm ơi, em chốt cho anh rồi. Cái mã 25 này chốt cho bác Khai Tâm chưa? Cặp ly phu thê để em lấy 150 nhá. Ai lấy thì chốt cho em mã 150 chuyện có chuyện mộc đầy đủ nhá, đáy sô cô la.
Em like một con hổ nha. Một con hổ. Kích thước của hổ là size 22 ạ. Con chim pha lê còn không? Thuận Phê ơi, chim pha lê hết rồi em. Cao là 14 nha các chị ơi. Con hổ này 180 nha. Đẹp không cả nhà này, chuyện đây nha. Em có hai con này. Con hổ, à con hổ rất là uy nghi. Một cái đĩa, đĩa này là sứ của sứ xương nha. Sứ xương, cái này vẽ họa tiết hoa rất là đẹp luôn. Còn mới, size 25.5 nha các chị. Đĩa này em bán cho mọi người giá 95.000. Đẹp chưa? Mới 95.000 nha các chị. Xinh rất là xinh luôn. Em có bộ này hai cái tô này. Một tô lớn và một tô nhỏ. Em tặng kèm một cái tô này nữa nhá. Cặp tô này em lấy 50.000 ạ. Chốt cho em mã tô này. Ra 30 này, 95.000 chốt cho cô Hoàng Diệu này. Em có một cái đĩa này có họa tiết hình con chim và một cặp chim, hình như nó có bị lỗi ở chỗ nào ấy. À đây, cái này nó bị lỗi một xíu ở đây, cả nhưng em bán một cái và tặng một cái nhá. Có chuột không em? Tôi chuột. Tôi chuột à anh? Hình như em nhớ là có ấy. Đợi em tí em tìm cho. À, chuột à anh? Hình như hôm để em nát em tìm cho em inbox cho anh được không? Con chim này em bán 45.000 nha các chị, vẽ tay nha. Bán một cái tặng một cái ạ, size 21. Lấy đồ thì lấy cái rổ thì xếp của mẹ mấy cái này vào. Xếp của mẹ mấy cái này vào đi để. Hả? Đây em có một cái tô này là hàng Âu nha các chị. Tô này em lấy mọi người giá 50.000 ạ. Hàng Âu 50.000. Còn rất là mới, dày lắm ạ. 50.000 mã 50. Cái nào? Cặp chén ngũ sắc nha. Viền nâu còn rất là đẹp. Cặp này em lấy mọi người giá 101 này. 50. 50 cái gì đấy? 50 chốt cho chú. Đi đỏ lại không có nắp. Thượng Nguyễn ơi, chốt cho chú Thuận Phê. Đây em có bộ này là 4 cái tô của Australia. Các chị vẽ tay họa tiết hoa nhí này. Vẽ tay toàn bộ luôn. 4 cái này em lấy mọi người 170 nhá. 170, 4 cái 101, chốt cho cô Lê Tuyết Mai này. 101, hàng vẽ tay 4 cái. 4 cái nó dày lắm các chị ạ. Chứ nó không mỏng như cái hàng Nhật. Hàng Âu này nó dày. Này, 101 này con chốt đi. Đây em có bộ này nữa này. Ôi cái này đẹp quá. Ờ, cái này là một cái đĩa các chị có thể làm. Ừ đợi mình tí. Hả? Cô Lê Tuyết Mai. Cái khay này mình có thể đựng đồ mứt kẹo hoặc là đồ ăn mình chia ngăn ra rất là gọn và đẹp ạ. Màu tím nhẹ nhàng rất là nhã nhặn nhá các chị. Kích thước của nó là size 31 nha cả nhà. Và sâu là 6.5. Cái khay này em sell cho mọi người giá còn 220, quá đẹp luôn. Bình thường cái này em bán 300-320 này. Bây giờ sell luôn đấy. Này, bỏ gọn cái đồ này vào. Mấy cái đồ này nguy hiểm. Một cái đĩa này là họa tiết sứ xương này. Viền vàng còn mới tinh nhá. Hoa rất là nhã nhặn. Chuyện mộc đầy đủ. Đĩa này kích thước của nó là size 27.5 ạ. Đĩa này em lấy mọi người giá 100 này. To lắm các chị, hoa nhã nhặn lắm, xinh cực kỳ. Rồi. Dạ vâng, chén cơm ấy chị. Cái này là một cái thố có nắp bằng thủy tinh nhá, đựng mứt kẹo nhỏ nhỏ ấy. Cái này em lấy 30.000 ạ. Chốt cho em mã 30 này. Đây em có 5 cái chén này là 5 cái chén mộc để uống trà này. Các chị thích đồ mộc thì mọi người lấy này. 5 cái chén này chuyện mộc đầy đủ nhá. 5 cái này em lấy mọi người giá 160. 30, 30 là cái nào đây? 30 cái gì hả yêu? Hả yêu? Chị Trang Tôn ơi, 30 là em vừa like cái gì ạ? Em quên mất rồi nhỉ? Đấy, cái này là 160 này.
30.000 mẹ vừa like gì á Hiếu? Vừa like gì nhỉ? À Thượng Uyển ơi, đây này. Cái ly là ly cà phê có cái muỗng rất là xinh luôn. Còn mới nhá. À vâng ạ, em cảm ơn chị. Đầu óc chán đời. Đâu nhỉ? Vừa lại để đâu rồi? Này, chốt cho cô Trang Tôn. Trang Tôn. Em có hai cái chén này là chén hình chiếc lá nhá, và hai cái quả gì đấy ạ. Ba cái này em lấy mọi người giá 50.000 nhá. Ai thích bộ này thì chốt cho em mã 50 ạ. Rất là dày dặn và đẹp. Nó sạch. Em có một cái con thiên nga nhá, họa tiết hoa hồng. Để thìa để muỗng mấy cái thứ vào trong này. Con thiên nga này em lấy 150 nhá. 150 nha các chị. Một cái chén rất là độc luôn này. Chén này có thể cắm hoa để bàn hoặc đựng đồ ăn cũng được ạ. Chén này em lấy 35.000 nhá. 150 cái gì ấy. 150 chốt cho cô Hoàng Diệu này. Em có một cái bình trà bằng thủy tinh nhưng nó có lọc luôn nhá. Lọc lưới luôn. Ơ con đo mẹ kích thước đi. Cái bình trà này em lấy 80.000 nhá. Ai thích thì chốt cho em mã 80 này. Cái này các chị làm bình pha trà rất là đẹp. Ừ con thiên nga. Trời ạ. Một cái tô nhá, 90.000 các chị. Tô này 90.000. 80 gì đấy? 80 cái bình trà. Cao bao nhiêu? 80 cho cô Hoàng Diệu này. Cao 17 ngang bao nhiêu? 4 cái chén chè nhá, hoặc là làm chén chấm được ạ. 4 cái này em lấy mọi người giá 160. Hả? Ngang 12 nhân cao 17 nhá Hoàng Diệu ơi. 160 ạ. Một chiếc đĩa ngũ sắc nhá, đưa mẹ cái thước nào. 80 đưa cái thước đấy. 80 quá. Cô Hoàng Diệu luôn. Kích thước của nó là size 18.5 ạ và cao là 4. Cái đĩa này em lấy mọi người giá 120 này. Em like một con khỉ nhá. Một con khỉ. Khỉ này em lấy mọi người giá 50 ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Chén chè đấy kích thước đâu rồi? Chén chè đấy kích thước nhỏ hơn cái bạn lấy nhá Thượng Uyển. Cái tô này bị lỗ xíu đây nha các chị. Em tặng cho mọi người về trưng nha. Đẹp không? Rất là đẹp luôn nhưng mà lỗi xíu. Đúng rồi bạn. Cái đấy là hàng Nhật không phải hàng Âu nha. Cái này kích thước của nó là đo xem nào. Kích thước là 8.5 nhá. Khỉ chốt. Chốt khỉ cho cô Thượng Uyển 50.000 này. Tô này một cái tô ngũ sắc nhá. 101 ạ. Ai thích cái tô này chốt cho em mã 101 này. Dạ vâng. Cái nào đấy? Tặng chị ốm Nhật này, Kiyoshi này. Em có bộ này đẹp lắm này. Hai cái tô này em lấy mọi người giá 170.000 này. Một cặp tô ngũ sắc xanh 170.000 nhá. Em xem chén chè đấy nha. Đây chén chè đấy em. Đây ạ. Hàng Arita đấy chứ em. Mà viền sô-cô-la nó còn mới này mà. Ừ đợi mình tí. Cốc này 45.000 nhé bạn. Vẽ tay này. Đẹp chưa. Hello Ngọc Lê em. Mới lắm nha. Hàng Arita nha cả nhà. Họa tiết này. Đẹp chưa. Hũ vàng. Cốc vẽ tay à, chén đúng không em? Đợi chị tí. 45.000 em, đo ly đỏ được chút luôn. Ừ đợi mình tí. Ui ôi, một cái ly đĩa ngũ sắc đẹp quá này. Size này là 18 như cả nhà, viền vàng còn mới này. Cái đĩa này em lấy mọi người 140 này. Đẹp chưa? Bộ đấy bao nhiêu? Bộ nào ấy nhỉ? Bộ đấy là 160.
Ừ, em tặng mão cơ. Đây. Cái đấy là 45.000 nhé bạn. Lý Mỹ Ngân. Kích thước là 7 và cao là 7. Nhìn nhìn tí nhá. Thượng Uyển này, set chè. Set chè 160. Set chè 160. Em có một cái đĩa này là vẽ vàng này. Cái này là hàng của Westwood nha các chị. Westwood còn mới tinh luôn, viền vàng chưa hề phai nha. Size của nó là 27.5. Cái này em lấy mọi người giá 250 nha. 250 là giá em sell, chứ bình thường cái đĩa này phải hơn ạ. Ừ, set chè 160 chốt cho cô Lý Mỹ Ngân này, Hiếu này. Này. Cái này lấy cái thùng cho vào luôn cho mẹ cho nó gọn tí, đỡ phải soạn. Hiếu. Em có một cái chén này, em ơi inbox giúp chị nhá. Cái chén này là chén xưa nhá các chị, nặn tay thủ công này, vẽ tay luôn ạ. Cái chén này em lấy mọi người giá 45.000. Ừ, ok bạn nhá. Đấy, lúc nãy mình bảo 3 tiền nhỉ. Cái này 11 và cao 6 ạ. Ơi. Ừ, cái này chốt cho cô Thượng Uyển này. Không nhớ cái này rồi. Đầu cái óc. Em có cái này là một cái khay inox mới nha các chị ơi. Mới sáng bóng luôn này. Trời ơi sao gương được. Cái này đựng đồ ăn hoặc là đựng bộ trà, khay trà được nha. Size 30.5 ạ. Và 20.5 nha cả nhà. Inox rất là chất lượng của Nhật. 45 chốt cho cô Ngọc Lê này. Đấy chốt cho cô Thượng Uyển 35.000 sao. Cái khay inox này em lấy mọi người 120 nha. Đẹp chưa mà nó dày lắm nha cả nhà. Nặng tay nha. Cái gì đấy? Cái gì 250? 250 cho cái đĩa Westwood phải không chị? Cái này chúc bác Lan tím rồi. Cái này cô Ngọc Lê 45 nha. Ừ. Đây em có bộ đĩa này là bộ đĩa Âu nha. Hàng này là của gì đây? Phần Lan nha các chị. Phần Lan. Vẽ tay toàn bộ luôn ạ. Em còn một cặp. Kích thước của nó là size 19 nha. Cặp này em lấy mọi người giá 130 nha. 130. Đẹp quá, hôm trước ai lấy một bộ này rồi. Không nhớ ai để hỏi. Em có một cái bình này, bình thủy tinh của Nhật, nhưng mà nó lại để kiểu nghiêng nghiêng như này các chị nhá. Bình này rất là độc lạ này. Để nghiêng như này, để dựng trên bàn như này này. Bình này em lấy 35.000 nhá. 130 là cái nào đấy? 130 cho cô Hoàng Thiện này. Cái bộ đĩa Âu đấy. Cái này 35.000 ạ. Em có ba cái nồi này là ba cái nồi Mỹ nhá các chị. Ba cái nồi này nấu được trên bếp nhá, nhưng mà nó lại không có nắp nhá. Cái này mình để đồ ăn vào sau rồi mình cho lên bếp hoặc cho vào lò vi sóng quay vẫn được ạ. Ba cái nồi này em lấy mọi người giá 80.000 một cái. Ai lấy thì chốt cho em mã 80 kèm số lượng nha. Nồi mini á, size 13.5 và cao là 4 à cao là 5 ạ. 80.000 một cái nha các chị, hàng của Mỹ nha. Xứ Mỹ ạ. Cho mẹ cái này đồ này vào đi. Cho đồ này vào tủ lạnh à quên. Vào thùng đi Hiếu. Một cái ấm trà bằng thủy tinh nha. To nha các chị, cái này nó có lọc lưới nha. Tí nữa em sẽ cho lọc lưới vào đây. Cái này em lấy 90.000 nha. 80 em chốt cho chị Hiển Vương một cái. Đâu rồi? Cái nồi đâu rồi nhỉ? Ừ, lấy cho cô Hiển Vương một cái. Này. Một cái ly này là ly Anh nha. Nữ Hoàng Anh. Cái của Anh luôn nha. Cái ly này em sell giá còn 60 này. Bộ đĩa này là bộ đĩa Âu nha. Hàng Âu của England ạ. Kích thước của đĩa là size 19 ạ. 4 cái. 4 cái em lấy mọi người giá 180.000. Đẹp lắm các chị ơi. Màu nó nhã nhặn nhưng mà hàng Âu thì rất là đẹp. 100 bao nhiêu nhỉ? 100 mấy? Vừa bảo bao tiền quên này. Đây em có bộ này. Hoa đào nha các chị. Cái đĩa này là đĩa hoa đào này. Đĩa hoa đào sâu lòng size to ạ. Đẹp chưa? Mới nữa. Kích thước của đĩa là size 21.5 nha. Và cao là 4.5. Cái đĩa này em lấy mọi người giá 90.000 ạ. Cái này đựng đồ ăn, cái thứ đồ ăn rau củ quả có trộn, đồ trộn có nước cũng được ạ.
vẽ họa tiết hoa đào nhá. Thỏ ở dưới kia chị. Ừ, thỏ đâu em nhở? Thỏ. À, có phải cái bình thỏ đúng không? Bình đấy bị lỗi em, kẻ có phải tay dưới bình trà thủy tinh. À ừ, đâu, đợi chị một tí, chị đang like gần đến đấy rồi. Em một bộ này là một cái set trà nhá. Set trà hoa đào luôn. Đẹp chưa, chị mộc đầy đủ này cả nhà. Còn rất là mới nhá. Set này em lấy 150 này. Làm set uống trà uống cà phê được các chị ạ. Duy nhất một set thôi. Kích thước của ly là 8.5 và cao là 7 ạ. Còn đĩa lót là 14 nhá. 150 cái set này. Một cái này là một cái tô, tô lỡ nhá. Tô này em lấy mọi người giá 70.000. Một bộ của nó luôn nhá. Hoa đào nè. Còn đây là hai cái tô to. Tô này ăn bún ăn mì được ạ. Cặp này em lấy mọi người 180 nhá. Cặp tô này này. Đẹp lắm các chị. Và một cái chén này nữa 30.000. Các chị mua bộ hoa đào. Đây em có bộ cái đĩa này là đĩa Âu luôn này. Đĩa này của Westwood nha các chị ơi. Còn mới lắm ạ, nhưng mà hơi bụi thôi. Cái này khăn ướt hiếu. Kích thước là 21 ạ. Hũ màu gì vàng. Hũ cam em. Hũ đấy 40.000 em. Cái đỡ Westwood là em lấy mọi người giá 80.000 ạ. Ai thích thì chốt cho em ạ, 80 này. Vì cái đĩa này là của Ý này. 45.000 mã Ý. Lăn lắm nhỉ. 80 cái Redwood để cho Phú Thuận phê này. Ừ, đợi chị tí. Đây em. Cái này trái cam hay trái chanh gì đấy. Còn mới còn đẹp. Ý. Ý 45 nhé Thuận. À, Thuận phê ơi. Đây 80 nhé con. 80 nhỉ. Cái kia là 80. Cái mẹ vừa đưa con đầu tiên ấy. Ừ. Ừ, ừ cái thằng này 40.000 em nhá. Ừ ok em. Ừ ok em nhá. Em có một cái tô, con này là con mèo xinh lắm ạ. Tô lại 35.000 nhá các chị. Ai lấy thì chốt cho em mã mèo này. Ừ nhưng đẹp đúng không? Một cái tô này vẽ một cặp chim công nè. Rất là đẹp luôn. Việt sô-cô-la nhá. Tô này em lấy mọi người giá 55.000 nhá. Đẹp quá, chị mộc đầy đủ nhá. 55.000. Sao mẹ khăn ướt hiếu. Một bộ đĩa. Một bộ đĩa này là đĩa xưa nhá các chị. Đĩa này là vẽ tích chim hoa này. Có chuyện và chữ ký của nghệ nhân ở đây ạ. 5 cái này em lấy mọi người giá 190 nhá. 190 ạ. Đây bộ chén này. Chén này là chén vẽ tay này. Bộ này có 5 chén nhá cả nhà. Chuyện mộc đầy đủ ạ. 5 chén họa tiết vẽ tay. 5 chén này mọi người nhỏ nhỏ xinh xinh, mọi người uống trà uống rượu được nhá. 5 chén này em lấy mọi người 150 này. 5 chén mộc vẽ tay ạ. Một cái ly sắc màu xinh chưa. Ly này 35.000 nhá. Mộc bên trong này. Size đĩa bao nhiêu? À size đĩa để em đo. Chị ơi size của nó là 15. 35.000 cái ly này. Ly sắc màu. Uống trà uống cà phê đẹp. Một cái ly quai nhá. Màu vàng 30.000. Ôi một cái ly đẹp chưa. Ly này 40.000 nhá các chị. Trưng cũng đẹp. Màu cũng đẹp chưa. Như kiểu sóng biển nhá. Như kiểu đất trộn ấy nhỉ. Một cặp ly này 40.000 ạ. Chốt cho em mã cặp. Hello Margaret nhá. 30.000 chốt cho cô Margaret này. 40.000 chốt cho bác Phan Hoàng Long. Cặp này, ôi chết rồi.
cặp cặp 30.000 chốt cho cô Margaret. Cái đấy cho vào đấy luôn đi, của cô Margaret mà. Đấy cho cả hai cái con ăn ở đấy. Ừ. Ừ. Cho cả cái này vào đấy này. Em có 3 cái hoa đào nhá, gác đũa gác thìa nhá các chị. Ừ đợi chị tí. 3 cái này 30.000 chốt cho em mã hoa đào này. Gác thìa gác đũa gì đó. Ui giời, một cái ly này là ly Anh nhá các chị. Vẽ cảnh Anh. Xinh xinh nhỏ nhỏ 30.000 nha cả nhà. Mọi người lấy chốt cho em mã Anh, cho vào đấy luôn đi cô đi. Mã Anh nhá. Đẹp chưa? Vẽ cảnh 30.000. Đây bị ui trời bình tím này nó bị cấn nhẹ lỗ ở đây nha cả nhà. Xinh không nhưng mà men chảy 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 đây. Đẹp không? Cái này em sale giá còn 25.000 nhá. Dã man, trưng vẫn đẹp, một cắm hoa vẫn đẹp. Cái bình này 30.000 ạ. Anh chốt cho chú Thuận Phê. Bác Khai Tâm sau. Một cặp ly màu xanh vẽ hoa bên trong nhá. Cặp này em lấy 40.000. 25.000 là cái gì ấy hiểu? 25.000 cái gì ấy? 25.000 chốt cho cô Margaret này. Bác sau, Hoàng Long sau. Cái này của bác Thuận Phê, bác Khai Tâm sau. 25.000. Một cái ly này là một cái bình này là một cái của phần lan nha các chị ơi. Vẽ tay nha. Cái này bữa trước em bán 150 một cái, 150 170, bây giờ em sale giá còn 100 nha. Miệng 7 và cao là 8. Cắm hoa hoặc là uống trà, cà phê đều rất là đẹp, nó dày mà vẽ tay toàn bộ luôn nha. Duy nhất còn một cái thôi ạ. Bữa trước em có 7 8 cái. Hả? Ừ 25 bác Phan Hoàng Long sau. Một cái này là cái mộc nha các chị, vẽ tay này, chuyện mộc đầy đủ này. Cái này 60.000 nhá. Chăm chút cho cô Ngọc Lê này. Đây chỗ em có cái cặp là bình này đẹp lắm các chị, các anh này. Vẽ vàng toàn bộ luôn nhá. Cặp bình này em lấy mọi người giá 150 này. Ai thích thì chốt cho em mã 150 này. Ừ. 60 chốt cho cô Ngọc Lê cái này. Chỗ đẹp, vẽ vàng toàn bộ luôn nhá. Đáng sưu tầm luôn. Đây ạ. Chảy 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 150 chốt cho cô Margaret. Đây một cái đĩa này là đĩa mộc cả nhà ơi. Đĩa mộc làm mà dầm trà. Các chị để một cái bình trà nhỏ với cả một cái ly rất là đẹp luôn. Size 16. Cái ly này em lấy mọi người giá 50 nha. 50 cô Margaret nha. Đây ly này là ly đất đất. À, ly đất nung vẽ tay hoa đào. Cái ly này em lấy 35.000 chốt cho em mã hoa đào. 5.000 cho bác Lan Tím, bác Hiển Vương sau. Anh lấy cái hũ có nắp màu xanh dưới đất. Đâu nhỉ anh nhỉ? Nắp màu, hũ màu, nắp, hũ màu xanh. Ơ anh ơi, ở cái nào? À đây hả anh? Đây phải không ạ? Bác Nguyễn Lan Tím, 5.000 nhiều này. Em có một cái con, cái này giống gạt tàn hay cái con gì rất độc lạ nhá. Mẹ em chưa tìm ra nó là con gì. Đây, chuyện của nó đây các anh chị này. Cái này là nặn thủ công toàn bộ bằng tay hết nha. Cái này em lấy mọi người giá 150.000 ạ. Cái này các anh chị làm gạt tàn hoặc mình làm trưng bày rất là đẹp luôn nha. Và nó độc lạ. Không có cái thứ hai, bình thường em bán cái này làm 250. Hôm nay em sell luôn cho nó hết. Kích thước là 13 và cao là 5. Bác Lan Tím. Cái đấy là gì nhỉ? 50 nha. Cái hũ này là em, anh ơi cái hũ này em lấy anh 35.000 nhá. Đẹp quá. Anh lấy thì ok giúp em ạ. Đựng trà chiết được. Đây một con trao oan màu xanh rêu rất là đẹp luôn ạ. Chuyện mộc ở đây nhá. Cái con trao oan này em lấy mọi người 150 này. Con trao oan này đẹp tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Cái này là nặn thủ công luôn ạ. 150 nha. 35.000 chốt cho bác Phan Hoàng Long này. Ba cái đĩa này là ba cái đĩa mộc. Ba cái này em lấy 30.000 ạ. Chốt cho em mã 30. Lấy cái trao hoa này để gọn vào cho mẹ. Đây em có một cái ly này là ly xưa nha các anh chị. Ly này rất là to.
mà toàn bộ cái cốt, cái những cái đường dạn này là mọi người nhìn biết là chất gốm nó rất là xưa, sửa xưa rồi ạ. Rất là nhiều tuổi rồi. 30.000 chốt cho cô Lý Mỹ Ngân này. Cô này. Cái ly này em bán 200, em giờ em lấy mọi người 150 nhá. Chị cho em hũ màu kem có nắp, chị lấy rồi. À ừ ok em. Hũ nào màu kem nhỉ? Đợi chị tí. Có cái hũ nào màu kem ấy Hiếu. 30.000 cô Lý Mỹ Ngân kìa. Kích thước là 8 ạ và cao là 10.5 nhá. Một cái ly xưa rất là giá trị ạ. Mà nặng tay lắm các anh chị. 150 cho bác Công Dũng Nguyễn này. Đây, một cái mộc rất là đẹp, chuyện cũng đẹp ạ. Cái ly này, cái này em lấy 60.000 nha cả nhà. 60.000. Một cái ui đồ. Một cái set mộc. Một cái set mộc đẹp chưa cả nhà ơi. Đây ạ. Set này em lấy mọi người 120. Trời ơi trời ơi. Xót quá này. 120 làm set trà, set cà phê thì quá đẹp ạ. Nó dày lắm ạ. Cầm rất là nặng tay. 120. Cái hũ nào, cái nào kem nhỉ? Đây em có một cái này nó bằng ngọc nha các chị. Hả? Bác Công Dung Nguyễn cái 150 kìa. Cái này là một cái hũ có nắp nhưng mà nó bằng ngọc bích, ngọc xanh các chị. Ở trên nó có khắc nổi hình một cặp mẹ con nhà khỉ nhá. Cái ly đi con. Hàng của Australia nhá các chị ơi. Làm toàn bộ bằng tay hết nhá. Cái này bữa trước em bán cho mọi người, bán là giá 650, bây giờ em sell giá còn 550 nha. Một cái đĩa này. Đĩa này là đĩa mộc ạ. 20.000 nha các chị. Đây, một cái đất nung. Dạ vâng ạ. Lát đợi có gì em chụp hình chốt đơn cho anh ạ. Cái này em sell còn 90.000 nhá, chuyện cực kỳ đẹp luôn. Bữa trước em bán cái này là 150, 160 có người chốt rồi nhưng mà chốt một cái không đủ đơn nên em xả ra thôi ạ. Tại vì đợi bên em là đi đơn 200 mà. Đẹp quá luôn ạ. 90.000 bác Phan Hoàng Long này. Đây một cái chén ạ. Men chảy dày cộm luôn ạ. Rất là sâu tuổi đấy các chị ạ. Các anh chị này nhìn cái lớp ở giữa bên trong này đẹp không ạ? 60.000 nhá. Chuyện ở đây ạ. Mấy cái đồ mộc à. Đây em có một cái ly cực kỳ đẹp luôn này. Trời ơi có họa tiết một cặp dê. Có cả chuyện ký ở đây. Ba kia 60 là cái gì đấy Hiếu? À 60 bác Phan Hoàng Long. Bên trên là ngọn núi Phú Sĩ nè. Đây một đàn dê hay đàn cừu ấy ạ. Em cũng nó nổi lên nhá. Ly này em lấy mọi người giá 160. Chuyện mộc đầy đủ nhá. Ly này rất là đẹp và hầm hố. Cái này đáng để sưu tầm. Hoặc là uống trà, uống cà phê, đá đều được nhá. Kích thước là 7.5 và cao là 11 ạ. Cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đẹp không? Đây, ôi 160 cho bác câu hát ngày xưa này. Em có một cặp ly này toàn bộ là vẽ tay hết các anh chị ơi. Một cái ly mà nó vẽ cảnh trên một cặp ly phu thê như này nhá. Rất là giá trị luôn mà toàn bộ là vẽ tay của nghệ nhân. Có chữ ký ở chuyện bên góc này ạ. Vẽ vàng và vẽ mộc. Vẽ tay luôn ạ. Sau đó lại vẽ những cái lớp vàng ở bên trên. Những cái đường nét để tạo điểm nhấn nhá. Rất là đẹp và giá trị nhá. Cặp ly này em lấy mọi người giá 200 nhá. Cực kỳ đẹp và hiếm ạ. Bình thường là nó chỉ vẽ tay một lớp mực xanh lên thôi. Chứ nó không vẽ thêm vàng ở trên như này ạ. Đây. Cái này mọi người có thể uống trà, uống cà phê một cặp luôn. Nó là ly phu thê nhá. Đây, em có một cái ly này là ly mộc. Dát vàng ở bên ngoài nó dát những cái lớp vàng, vẽ những cái lớp vàng đây ạ. Ly này thì uống cà phê, uống trà, cà phê cao cao nhá. Cái này em lấy mọi người là 60.000. 60.000. Em có bộ đĩa này là được bộ đĩa lam vẽ hoa này.
họa tiết vẽ tay luôn nha các chị, nhỏ nhỏ xinh xinh size 14 ạ. 14 12. Bộ này em có 5 cái em lấy 100 nha. 100 ạ. Xinh cực kỳ. Đây một chiếc lim mộc ạ. Chuyện nó đây nha, chuyện cực kỳ đẹp luôn. Dáng cũng đẹp. Đây, nó viết cái gì em không hiểu luôn. Chữ gì đây luôn ạ. Cái ly này em lấy mọi người 70.000 nha cả nhà ơi, đẹp lắm ạ. Cái này cắm hoa cũng được. Mộc nhưng mà vô cùng đẹp. Đây em có một cái bình hoa mini này, 40.000. Bình hoa mini 40.000. Đủ chết mẹ. Đây, cái này là một cái bình mộc nhá. Chuyện của nó đây ạ. Đẹp chưa các chị này? Cái những cái men chảy nó nổi lên rất là cộm nhá. Sờ rất là cộm tay và cái dáng bình đẹp cực kỳ luôn. Kích thước của nó là miệng là 6 ạ và cao của nó là 11.5 nhá. 40 chốt cho bác Khai Tâm. 40 cái gì đấy Hiếu? 40 cái bình đúng không? 40 em chốt cho anh Khai Tâm ạ. Margaret sau này. Cái bình này em lấy mọi người 120 nha cả nhà. Rất là độc luôn ạ. Cái dáng bình, cái này nặn thủ công toàn bộ luôn ạ. Cặp ly mộc men chảy dày cộm luôn này các chị này. Làm chén hoặc là ly cũng được. Cặp này em lấy mọi người 90.000 nha. Chốt cho em mã 90. Đây, em có một cái này để các anh chị trồng cây hoặc là trồng hoa, cắm hoa được nhá. Chuyện của nó đây. Cao lắm ạ. Đây. Kích thước của nó là 18 và cao là 26 ạ. Cái này em lấy mọi người 180 nhá. 180 ạ. Bình này rất là cao. Ôi trời ơi. Một cái mộc bên trong đây các chị này. Nó ghi cái gì em cũng không hiểu nhá, nhưng mà đây là đồ này là đồ thủ công. Cốt gốm rất là già. Dưới này nó có mã cốt à, mã ghi là 115. Cái này em lấy mọi người giá 80.000. Cái này hàng sưu tầm á. Đây em có cặp ly, cặp chén này các chị này. Đáy sô-cô-la này. Cặp ly này em lấy mọi người 70.000 nha. Chốt cho em mã cặp. Cái này cặp này rất là đẹp. Cốt gốm rất là già các chị ạ. Cặp này mọi người có thể uống trà hoặc là uống rượu đều đẹp ạ. Hoặc là sưu tầm nha. Quá đẹp. 70.000 chốt cho bác Phan Hoàng Long. Anh Long ơi, anh lấy cái cặp này đúng không ạ? Hay là cái này ạ? Cái này. Cái 115 hay là cái lấy cái cặp chén này ạ? Này, cất đi cho bác Phan Hoàng Long. Hả? Ừ. Dạ vâng ạ. Em có một cái bình nhá. Bình này là bình hai quai này. Có chuyện ở đây. Bình này em lấy mọi người giá 70.000 ạ. Chốt cho em mã bình. Mộc nha các chị này. Đấy, 70.000. Em có một cái thố này rất là xinh luôn. Các anh chị đựng đường hoặc đựng trà. Nhưng mà nó bị cấn nhẹ ở đây xíu rồi. Cái này em lên sale còn là 15.000 nha. 15.000. Ôi chốt đi con. Ôi giời, cái ly này mình làm ly trà hoặc là ly pha cà phê cũng được ạ. Men của nó men serum rất là đẹp ạ. Cái này chốt cho cô Lê Tuyết Mai này. Bên trong này các chị này, khi các chị đổ trà vào đây nó đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái màu trà đẹp lắm ạ. Cái vị trà mình uống nó khác hẳn so với những cái chén bình thường nha. Mọi người cứ thử đi ạ. Cái này là 60.000 nhá. Men serum ạ. Cô Lê Tuyết Mai. Bác Luân Phan sau. Em có một cái, ôi, em có một cái bình này là bình mộc dáng hút lộc nha các chị. Còn nguyên tem luôn các chị ơi. Rất là mới. Kích thước của bình là miệng là 4 ạ và cao của nó là 31 nha các chị. Bình này em lấy mọi người giá 201 nha. 201 cái bình này ạ. Dáng hút lộc ạ. Đây em còn cái ấm này nữa này. Hai chén 101. Hai chén chắc đúng không chị? Ok chị nhớ. Lát nữa em chụp hình thì chị nhắc em, chứ bây giờ em không thể nhớ được ạ. Một cái ấm này là ấm họa tiết hoa như này ạ. Nhưng mà như là nó bị lỗi ở đâu đó.
lỗi một xíu, nó có cái đường tóc ở chỗ này này các chị này. Đấy, đường tóc đây này. Cái nếu mà cái ấm này mình dùng mình chỉ pha được khoảng tầm 2/3 ấm thôi ạ. Đấy, cái ấm này em sale giá còn 90.000 nha các chị. Hoặc là để pha cà phê hoặc là pha trà đều được. Kích thước của bình làm miệng là 10 và cao là 13 chưa tính nắp nhá. Rất là đẹp. Nhưng mà nó có một cái đường tóc ở đấy rồi. Hiếu ơi, không ra xếp gọn cái này vào cho mẹ đi, mẹ lấy cái chỗ mẹ lấy đồ. Hả? Trước thì con về ấy cái chỗ này đi, cho mẹ dọn cho mẹ chỗ này đi. Cái bộ này em có 5 ly nhá. 5 ly họa tiết hoa như thế này ạ. 5 ly này em lấy mọi người 150 nhá các chị ơi. Đẹp quá. 5 ly 150 nhá. Thì cho cái này vào trong thùng đi, ngồi không mà. Chứ nó đang bận đâu. Bảo cho hộ mẹ vào cái thùng để mẹ lấy cái chỗ mẹ đi lấy đồ. À cái này con nó. Này, cất đi này. Cất đồ đi. Này có người chốt này. Em có cái bình mộc nhá. Bình mộc này em lấy mọi người giá 60.000. Men chảy ạ. 60.000 chốt cho em mã 60. Tính trước đây thôi con. Em có bộ chén này màu tím nhá các chị ơi. 1 này, 2, 3, 4. Và 4 cái đĩa màu tím sâu lòng luôn ạ. 60 chốt cho anh Luân Phan ạ. Anh ơi, anh cho em xin một chấm vào Messenger với ạ. Bác Luân Phan 60 này. Bộ này là 4 cái chén và 4 cái đĩa nhá, màu tím. Là 8 cái, em lấy mọi người giá 100 nhá. Ai thích bộ này chốt cho em mã 100, còn rất là mới luôn các chị ạ. Đẹp cực kỳ. Bộ cặp chè, cặp tô hoa đào ạ. Cặp tô hoa đào nhá, 70.000. Chốt cho em mã hoa đào này. Chốt chưa? Đâu rồi? 100 là cái gì á? 100 chốt cho anh, chốt cho bác Luân Phan bộ này. Này. Cặp này là cặp ly phu thê nhá. Vẽ vàng hoa đào em lấy mọi người 150. Đẹp quá, còn mới. Chốt đi con, không nào quên. Chốt hai cái rồi là phải. Bộ này là bốn cái hai quai nhá. 4 cái này em lấy mọi người giá 80.000. Ra 20.000 một cái nhá. Kích thước của nó là 19 ạ. 19 và 11.5. 80.000 bộ này. Vâng, ừ. Ba cái này là 30.000 nha các chị. Ba cái chén này là ba cái chén rượu này. Ba cái chén rượu. Em có bộ cái này, nó là một cái thố có nắp nhá. Nó có hình cái quả chùm nho đấy các chị. Cái thố này em lấy 45.000 nha. Thố này các chị đựng đồ ăn cho mình đậy nắp vào ấy. Rất là đẹp. Đây. Một cả hai cái hoa đào này, 20.000 ạ. Gắp đũa các chị. Một cặp ly mộc này. 50.000 ạ. Đây, đẹp chưa? Một cái ly mộc rất là đẹp. Chữ đĩa hình con ngựa không? Đĩa trưng bày hay đĩa gì anh? Ly này em lấy 35.000 nha các anh ơi. Rất là độc luôn này. 20.000 cái gì á Hiếu? 20.000 cô Lý Mỹ Ngân này. Ok bạn nhá. Em có một cặp ly phu thêm mộc chuyện này. Cặp này em lấy mọi người 70.000. 35.000 chốt cho cô gốm Nhật Kiyoshi. Kiyoshi bác lan tím sau. Em có hai cái ly, hai cái chén này là hai cái chén rượu hoặc là hai cái chén trà nhỏ các chị. Hai cái chén này em lấy 30.000 nha. Chốt cho em cái này mã B3 này. Nó có cái hình gì em không hiểu này, nhưng mà rất là đẹp ạ. Đây, cái này mình làm hai chung rượu hoặc là hai chung trà nhỏ các chị, chứ nó không to nha. Một cái thố có nắp, có hình cặp hạc như này. Cái gì con?
B3 Bắc Hiển Vương này. Không, ô, không phải ly đổi màu. Ly này, ly này. Đây, đây, đây. Đúng rồi, thằng này tỉnh táo. Cái này bác đang dùng này. Bác gốm Nhật Kyoshi. Bác Phan Hoàng Long Phan. Cái này em lấy mọi người giá 45 nha. Chuyện Fugakawa nha, chuyện vàng luôn. Dòng này là dòng cao cấp ấy. Một cái ly này là ly đá Shino nha. Ly này 40.000 nha các anh ơi. Đẹp không? Trời ơi. Hai ly bé quá. Dạ, hả? Bác Hiển Vương, bác Phan Hoàng Long xong. Cặp này em lấy 30.000 ạ. Chốt cho em mã cặp. Trời ơi, một cái ly. À đây, ly này là ly phu thê ạ. Bên trong là thúy hồng cái gì đấy các chị. Đây này. Cặp này em lấy 150.000 nhá. Có chuyện mọc đầy đủ nhá, chuyện rất đẹp luôn. Thúy hồng như gì đấy. Một cái đĩa chữ nhật, đĩa này là đĩa hoa đào mộc ạ. 20.000 nhá các chị. 20.000. Mấy cái mộc nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp. Một cái trang oan nhá. Chuyện đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái trang oan này em lấy mọi người 100 này. Em có một cái muỗng này bằng inox này, 20.000 cái gì ấy, hiểu? 20.000 bác Hiển Vương. Bằng inox nha các chị ơi, nhưng mà nó thủng thủng ở đây này. Cái này em lấy mọi người giá 15.000 này. Đây ạ, một cái chao wan nữa, đẹp không? Chao wan này thì 120 nha. Ly chữ này em lấy mọi người giá 50.000 nha, to lắm các chị, cắm hoa cũng được này. Một cái chao wan tiếp ạ. Chao wan này 120 luôn ạ. Chốt cho em mã đen này. Một cái chao wan này là chao wan rêu, xanh rêu vàng ấy ạ. Men chảy sờ rất là cộm tay. Cái này là 130 nha. Đẹp không các chị này. Chao wan dành cho những ai thích sưu tầm chao wan ấy ạ. Em có bộ đĩa này là bộ đĩa hình con sò các chị. 5 đĩa nhá. Hình vỏ sò. Kích thước của đĩa là size 20.5 ạ và cao 15. Bộ này 5 cái. Em lấy 120 nhá. 120 hình con sò ạ. Ai thích thì chốt cho em cái này mã 120. Các anh chị thích like đồ gì thì bảo em để em lên nhá. Đồ mộc, đồ lam, đồ ngũ sắc hay đồ gì ạ? Thì cứ comment cho em đi ạ. Em like cái đồng hồ này. Đồng hồ này là đồ hàng Citizen nhưng bên ngoài của nó không còn mới nha các chị. Cái này mình có thể vừa deco hoặc là mình xem giờ. Xem giờ thì nó chạy giờ bình thường nhá. Cái đồng hồ này em sale giá còn 290 nha các chị. Của Citizen nhá. 290 cái con này nhá. Con này. Còn con này là đồng hồ của hãng Gray Nhật nhá. Bên trong nó rất là mới nhưng bên ngoài nó hơi bị xước một tí á. Anh chị mình có thể đánh bóng lại mà không để sưu tầm hoặc để con nó vẫn chạy giờ hoạt động giờ bình thường nhá. Con này em sale giá còn 350. Có họa tiết hình thiên thần. Vẫn chạy giờ bình thường nhá. Nhưng mà có điều cái vỏ bên ngoài của nó không được mới thôi. Đây em lại tiếp tục. Các anh chị muốn xem cái đồ gì nữa thì comment cho em nào. Đây em còn bộ này là bộ chén hoa màu tím này, 5 cái. Em lấy 90.000 nha. 90.000. Đĩa này hôm trước có ai bảo lấy hay hiếu nhỉ? Chứ ai mà lấy rồi cất cho mẹ. Con bảo là con ghi cho mẹ chữ có người lấy. Hả? Cái gì con? Một cái tô mộc ạ. Tô mộc này 40.000 nha các chị ơi. Tô này 40.000 này. Ai thích mộc thì chốt cho em mã 40.
Cái đĩa lưới này 20.000 nhá. Cặp tô này là cặp tô hàng của Milano Ý nhá. Cặp tô này em lấy mọi người giá 70.000 này. Bình hoa xanh cao nha chị. Bình hoa xanh cao. Bình này hả em? Bình này là 180 này, hồng kim này. 180 em ạ. Cái này nhá. 180 này. Chuyện mộc đầy đủ. Em có cái này nữa này. Em có cái chậu này mọi người có thể cắm hoa hoặc là thả hoa hay là trồng sen các thứ đều đẹp ạ. Họa tiết nó khác như này ạ, nó vẽ như này nhá, chuyện mộc đầy đủ ạ. Này bên trong như này, mọi người có thể cắm hoa hoặc là trồng hoa, trồng hoa hay thả hoa nuôi cá đều được hết ạ. Kích thước của nó là size 26 và cao là 11 ạ. Cái này em lấy mọi người giá 250 nha. Cực kỳ đẹp đấy ạ. Mới ủi. Hiếm quá. Đây em còn một cái bình này nữa. Bình này là bình mộc nhá, dành cho ai mà yêu thích kiếm hàng mộc ở dưới. À rồi đợi chị tí nhá. Bình này rất là cao luôn ạ. Bình này các chị cắm những cái hoa như là hoa tuyết mai hoặc là hoa ly, hoa lay ơn các thứ ấy. Kích thước của nó tận 39.5 cơ ạ. Cái bình này em sell đá không chị? Có cái bình đựng đá đấy Hiếu. Ở trên này của bác Dầu Nghị này. Con lấy cái tựa cái đơn đựng đá đấy. Đá bằng thủy tinh được không em? Ừ. Cái này cái bình là bình cắm hoa này em sell giá còn 390 nhá cả nhà nhá. Bình này cao cực kỳ luôn, cao 39 ạ. Đúng rồi. Để em đấy. Em đang tìm. Em còn cái này phun hộp nhá các chị. Cái này là cái chảo có quai như này này. Bằng nhôm hay là bằng inox ấy. Cái này kích thước của nó là 17 bằng inox nhá. Kích thước của nó ơi. Không, cái bình hoa người ta chốt rồi. Cái này là cái chảo còn nguyên là mới chưa sử dụng, nó có một cái quai. Quai gỗ đâu rồi? Ơ? Anh ơi, nó có cái nắp đậy như thế này cả nhà này. Cái này hình như là còn cái quai của nó đâu rồi anh? Anh cái quai nó rớt đâu rồi? Cho mẹ xin cốc nước nào. Chả biết cái quai của nó đâu rồi. Ô lại bị rớt rồi. Cái chậu cao bao nhiêu? Màu xanh đó chị. Cái chậu đấy cao 23 hay sao em? Cao 26. Đây. Ừ. Đây em có bộ ly này, có 3 cái để uống bia các chị. Em có 2 bộ nhá. Còn mới nguyên hộp luôn. 3 cái này em lấy mọi người giá 100 nhá. Dày và rất là dày dặn và nặng. Uống bia được, uống bia hoặc là uống sữa. Cái này 180 nha em. Cái bình này đúng không Hồng Kim? Cái bình này nó có hình cái con gì á? Mộc. Giá mới là 3.000. 3.500 yên này. Mẹ em bán cái này 150 nha các chị. Đựng đá cái này được không em? Cái này vừa làm kẹp đá, gắp đá này. Cái này đựng đá này. Cái này 90.000 nha. Dày lắm. Này Hiếu bỏ ra. Cái đấy 180 em. Cái này là một cái ly sinh tố ạ. Để mình có thể pha sinh tố ở đây nha các chị. Ly này em lấy 40.000 này. Có họa tiết hình chiếc lá. Rất là xinh luôn. Có quai ấy. À có quai à. Con xem có cái còn cái quai ấy của cái đơn. Đợi cái đơn của bác Dầu Nghĩ. Bác chưa cọc thì thôi bỏ ra để bán đi.
ở cái phòng shop ở ngay phía ngoài ấy. Em có một cặp ly, đây là cặp ly phu thê nhé cả nhà nhé. Chuyện Fugakawa này, cặp này em lấy mọi người 90.000 ạ. Đẹp không? Có nắp đậy các chị mình trưng yến hoặc là uống trà cho vào đây nhá, một cặp luôn. Em cái chén đó uống trà. Em chào anh Hùng. À đây em này. Cái này 90.000 này. Em lấy cái này đi. 90.000. 90.000 cho ly phu thê ở Hoàng Diệu. Này, chốt cho Hoàng Diệu này, 90.000. Này. Hoàng Diệu bao nhiêu tiền? Hoàng Diệu 90.000. Hoàng Diệu ơi, cái sâu đá hay là cái phu thê. Phu thê. Cái gì nhỉ? Anh ơi, cặp chén uống rượu của anh. Nhiều cặp nào nhỉ? À đây em có cặp này. Cặp này 30.000 ạ. Để uống trà hoặc uống rượu đều được ạ. Đây, lấy liền rượu một phê luôn. Không, cái ly này ly nhỏ mà. Nhỏ thì nó uống rượu. Uống rượu thì lớn cơ mà. Uống 3 ly thì mồi nó còn. Cái này em có 3 cái ly uống rượu nhá. 3 cái ly này em lấy mọi người 70.000 ạ. Chuyện mộc đầy đủ nhá. 3 cái ly này đều nhỏ nhỏ thôi ạ. Để mình uống rượu là vừa. Hoặc là uống trà cũng vừa. Nó như kích thước của ly mình ấy. Cần lỗi mà anh. Đúng không? Đây này em có bộ ấm hạt dưa với cả 5 ly như này nhá. Không, cái chén màu đỏ ở trong thùng. Chén màu đỏ. Chén màu đỏ hả anh? Có nắp đậy à anh? Hay là bộ chén ở trong thùng kia phải không anh? Em có bộ 5 cái ly hạt dưa như này nhá. Và một cái ấm ạ. Bộ này em bán mọi người giá 450 nhá. 450 ạ. Đây. 5 cái chén như này phải không anh? Bộ này là 5 chén trà nhá. 5 chén trà này em lấy mọi người 160 ạ. 160 5 cái chén như này ạ. Anh đồ xa quá, với em biết đồ này đúng không? Xa quá. Một cái Halloween cái hình này này. Cái này em lấy mọi người giá 40.000 nhá. Đây em có đĩa chú tiểu này này. Đĩa này mọi người có thể làm khay trà được này. Rất là đẹp luôn. Vừa tầm làm khay trà. Tù tù thôi, bình tĩnh. Kích thước của nó là 31.5 nhá. Em phải chay đâu. Cái đĩa chú tiểu này vẽ tay em sale giá còn là 300 nhá. Ai thích thì chốt cho em mã chú tiểu. 40 chốt cho cô Ngọc Lê này. Anh ơi. Chốt này. Đấy. Đồ hộ em mấy cái đồ hộp trong kia đi. Vâng. Lại nhỏ hơn không? Nhỏ hơn à anh? Nhỏ hơn, em có chén nam này được không anh? Em có bộ này này nhỏ này. Đẹp quá luôn. 4 chén nam anh ạ. Chén này là chén chè hoặc chén rượu cũng được. Nhưng mà nó này là hàng vẽ tay hàng xưa ấy anh. Bộ này em lấy mọi người giá 90.000. Hàng này hàng vẽ tay ạ. Em có 4 cái đĩa này là đĩa bằng inox nhá. Vẽ hoa. 4 cái này em lấy mọi người 80.000. Đĩa này bằng inox các chị ạ. Mình có thể đựng đồ ăn hoặc làm lót ly cũng được. Một cái dầm trà men lam này. Số cái này to lắm các chị. Dầm trà này. Cái này em lấy mọi người 95.000 nhá. Cái dầm trà này hôm trước ai hỏi bảo hết rồi. Bây giờ lại lòi ra. Kích thước của nó là size 25 ạ. Cao là 6. 95.000 cái dầm trà này. Thank you.
có cái bộ tô này là bộ tô pha lê nhá các chị ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Tô pha lê ạ. Bộ này em có 6 cái, mở ra hộ mẹ đấy. Bật nhỏ tiếng đi. 6 cái ạ. Pha lê thì nó rất là sắc sảo, nó màu nó như là kiểu nó trắng tinh luôn ạ. Và rất là nặng tay. 6 tô nhá. 6 tô này em lấy mọi người giá 220 nhá. Em có 6 cái bằng pha lê nhá các chị. Đây em có hai cái dầm này, hàng Arita này, xanh coban vẽ nhá. Hai cái đĩa sâu lòng. Cặp này em lấy mọi người giá 180 nha. 180 nhá các chị. Bác ấy bác không đến lấy hàng à? Bác bên kia không lấy xăng, lấy ngũ sắc à? Đưa mẹ cái hộp kia đây Hiếu. Hộp đỏ. Ừ, hộp đỏ. Và cái hộp xanh luôn. Em có bộ cú này nha các chị ơi. Nó là cú Pháp Lam nha. Có 10 con ạ. 10 con như này. Một con như này là 250.000 nha. Các chị lấy cả hộp. Một hộp như này là 2.200.000 nha. Còn một con như này là 250.000 một con. Cú to nha. Hàng Pháp Lam này. Đây ạ. Còn cả bộ thì là 2.200.000. Cái gì đấy? Nào, bỏ ra đi con. Phải, đấy là khác. À đây em có bộ ly như này này anh Hùng ơi. Em có bộ ly này là ly mộc nhá. Đẹp quá luôn, bộ ly này ly nhỏ ạ. Vừa làm chung trà hoặc là chung rượu đều được. 5 ly này em lấy mọi người 140 nhá. Chị xem vẽ tay trên kệ dưới hai cái bộ ly trà. Cái gì nhờ? Cái máy ép trái cây chậm cho em. Dạ anh ơi, chưa anh ạ. Cái vẽ tay trên kệ dưới hai cái bộ ly trà. Sao chị không thấy nhở? Chị Thắm ơi, 4 cái ly đấy 80.000 ạ. À 4 cái này à chị? 4 cái này thì em lấy 40.000. Đây là chị này. Còn 4 cái này là 80.000. Đấy. Hướng 2 giờ. Xô đá mấy nghìn? Xô đá 90.000 ạ. Mấy nghìn? Để em like cái này cho các anh chị. Đâu em? Vâng. Này chốt cho bác Thắm này, 40.000 cái này. Cầm hộ mẹ. Bộ như thế màu đỏ. À, anh ơi màu đỏ em lại không có cái loại nhỏ anh ạ. Loại nhỏ ít khi nó có màu đỏ lắm ạ. Em chụp hình lại sao em đánh dấu với chị? À em gửi inbox cho chị để chị chụp cho em xem. Kệ dưới cùng ấy chị. À. Dạ vâng ạ, bình sake chị đã đâu, còn đâu tôi đâu. Hôm nay cháu ở nhà bác ạ. Bình sake em đã có đâu, có em đã chụp hình cho chị rồi. Đây hả em, cặp bình này à? Cặp bình này em sale còn 190 luôn, hôm nọ khách trả em bao nhiêu nhỉ? Có khách trả em chưa bán. Hôm nay là em lại sale. Nhớ bác Thắm dặn bình sake lên men lam đấy mà. Chưa có anh à chị ạ. Cái này là cái ấm nhá. Cái ấm, cái đĩa hình cái ấm vẽ tay ạ. Cái đĩa này em sale còn 80.000. Ai thích thì chốt cho em mã 80. Đây em có cái tô lam này. Tô lam này 70.000 nha các chị.
size tầm 17 18 đấy ạ. Em quay một vòng nữa xem mọi người có ưng món gì mọi người comment inbox cho em nha. Để em xuống live em chốt hàng ạ. Đây set trà này em có 4 set này. 150 một set nha. Hoa dây ạ. Còn rất là đẹp. Hàng của Japan. 150. Ồ thân tôi. Các chị ơi chị cho em xin một nút chấm chấm nha. Mạng mới chả mẹo. Nó bị ao. Đây em có cặp bình này nữa này. Cặp bình này là cặp bình Pháp Lam nha các chị. Cặp bình Pháp Lam dòng phượng này. Em cảm ơn cả nhà. Cặp này em lấy mọi người giá 2 triệu. Em sell giá còn 2 triệu 3 nha. 2 triệu 3. Cái đấy để trưng hoặc là mình có thể cắm hoa rất là bền luôn ạ. 2 triệu 3. Đây ạ. Em làm một vòng. Em like một cái cặp thố vuông vẽ hoa như này các chị này. To rất là đẹp. 24-25 á. Và cái bé này cũng tầm 18-19 ý. Cặp này em bán 450 này. To cực kỳ luôn. Các chị được đồ ăn hết ý luôn. Chén này không nọ ai lấy rồi nhở. Đây em có bộ trà này này. Bộ trà này 5 chén và một ấm. Bộ này là bộ ghép nhá. Ấm thì là ấm hoa đào. Còn ly thì là chén là chén này ạ. Bộ này em sale giá còn 390 nha. Đây em có cái đĩa đĩa này hình quả dâu này. Một cặp màu xanh nhá. Em lấy mọi người giá 70 này. Đây một cái nồi bằng thủy tinh có nắp đậy nhá. 70.000. Ai thích thì chốt cho em mã 70 này. Một cặp đĩa hình con cún con rất là xinh luôn nha. Cặp này 60.000 nha các chị. 60.000 bằng thủy tinh. Cái này là một cái khay gỗ nhá. Nặng to lắm ạ. Anh chị làm đầm trà đẹp lắm nha. Cái này em lấy 95.000 ạ. Nó dày. Mình để một cái ấm trà với cả một mấy cái ly xinh xinh nhỏ nhỏ ấy ạ. Rất là đẹp. Thôi em xin phép xuống like nha các chị ơi. Cảm ơn các anh các chị nha. Mọi người cần gì thì inbox cho em nha. Em giờ là em chưa ăn cơm ạ. Khay gỗ không có chuyện đâu ạ. Gỗ thì mấy khi có chuyện đâu ạ. Kích thước thì mình báo luôn này. Không tí nữa mình lại cất dọn đi rồi lại. Khay gỗ kích thước là 23 và cao là 5 nha cả Thượng Nguyễn ơi. Ôi bỏ lại cái bộ chén đấy. À không phải. Cái bộ chén hai cái cơ. Em xuống like em cảm ơn cả nhà nha.